Vẫn chưa bán hết à em Nga? Chị yêu Lê Thanh Huyền ơi, chưa chị yêu ơi, 500 bộ mà chị yêu, sáng nay mới được có 200 thôi, còn 300 bộ nữa cơ. Chiều nay các tình yêu cố gắng quẩy hết lanh hộp em các tình yêu nhá. Đây là đằng sau em vẫn còn nữa chị yêu nhá. Trưa nay like xong là nghỉ ngơi một chút rồi bây giờ lại tiếp tục lên sóng cho các tình yêu của em đây ạ. 24 chị đang xem rồi, các chị yêu giúp em chia sẻ livestream với chị yêu nhá. Giúp em chia sẻ livestream đi ạ. Các chị yêu giúp em chia sẻ like nhá. Đằng sau này tan hoang lắm các tình yêu ơi. Sáng nay lên mẫu nào hết sạch mẫu đấy luôn. Thế nên là các tình yêu của em này một lát nữa ưng mẫu nào lại tiếp tục chốt ngay cho em nha các tình yêu nhá. Bao nhiêu bạn? Bộ của em là 120.000 đúng không chị? Bộ em 120.000 các tình yêu nhá. Bộ em 120.000 cho em các tình yêu nhá. 125 á? 125.000 bộ em mất tình yêu nha. Đợi lượt tương tác lên cao một chút nữa rồi bắt đầu chốt hàng. Hết không mấy à? Không bố. Hết không mấy.
04 với 06, 06 là 06 là hết XL rồi. 04 thì hả? Thế sao lại gửi vào đây? Chị Thu Hương đây này. Thu Hương là gửi Messenger này. Thu Hương không giấu à? Đúng không? Đọc số điện thoại, đọc số điện thoại nào. Số điện thoại là đuôi bao nhiêu? Rồi, ok. Đây không có số. Bà chủ sinh xong xin gái hẳn. Em cảm ơn chị. Em ơi bao nhiêu em ơi. Để chị Hương Trương Thị ơi, mở hàng cho em đi Hương Trương Thị ơi. Hôm nay mở hàng cho em đi ạ. Sáng nay là có chị Huyền mở hàng rồi. Bây giờ chị Hương Trương Thị mở hàng cho em đi. Cảm ơn chị yêu. Vũ lửng đi. Em cảm ơn. Chào chị yêu nhá. Xin chào chị yêu nhá. Xin chào 33 chị yêu đang xem online. Chào chị Đỗ Hoa nhá. Chiều nay thì em lại tiếp tục xả lanh các tình yêu nhá. Chiều nay lại tiếp tục xả lanh này. Các chị yêu của em ưng mẫu nào nhanh tay chốt hàng cho em nha. Đợi lượng các đợt đạt lên hơn cao một chút nữa thì em sẽ bắt đầu em giới thiệu và em bắt đầu chốt đơn các tình yêu nhá. Hôm nay nhà em trưa ngày hôm nay ạ, không có thời gian nghỉ trưa luôn. Quả thì chốt đơn các chị yêu chưa xong ạ. Nhưng mà bởi vì là còn gần 300 bộ nữa nhà em sẽ quyết định xả nốt trong ngày hôm nay nha. Các chị trong buổi sáng ngày hôm nay mà chưa dinh được những cái bộ này thì chiều nay nhanh tay dinh các tình yêu nhá. Cho nhỏ thôi mọi người. Bộ ngoài cho 130. Em ơi gửi áo lên cho chị với. Chị đi cơ sở chưa lên cơ quan chồng được. Chưa chuyển khoản được. Chị Hương chưa gửi. Em chưa gửi cơ chị ơi. Lát em cho nhân viên gửi luôn nha. Bộ Nga đang mặc là 125.000 nhá các chị yêu nhá. Anh là anh xước ạ. Bên giá của nó là gần 300.000 cơ ạ. Chỉ còn 100. Hoa cực kỳ đẹp luôn các tình yêu ơi. Hoa rất là đẹp luôn nhá. Rất là sáng da, rất là trẻ luôn. Em rất là tiếc bởi vì là trong mùa không có những cái mẫu này mà bán các chị yêu ạ. Thế mà bây giờ cuối mùa rồi toàn mẫu đẹp như thế này. Các chị yêu của em sẽ được mua với giá niêm yết, với giá nhập luôn, với giá đúng giá gốc luôn nữa chị yêu nhá. Bộ lanh bao nhiêu em với Hương Hương Thị ơi. Bộ của em là 125.000 các chị yêu nhá. Bộ giá niêm yết là gần 300.000. Sao ấy bộ size M đây đấy, em chả biết nữa. Linh, bộ này size M sao lại để đây? Chị Hương Thị 01 à. Các chị yêu ơi, chị yêu nào chốt thì chốt cho em này. Mã sản phẩm kèm size, kèm số điện thoại cho em nha. Mã sản phẩm kèm size, kèm số điện thoại cho em nha. Comment chính xác trong một comment thì mới được chốt đơn các chị yêu nhá. Comment chính xác trong một cái cú pháp thì mới được chốt đơn nha. Em còn bộ này size M thì nó chốt không? Bộ này size M 105.000 nhỉ? Vâng. 105.000 đúng không? 105. Đúng rồi, 105.000 chị yêu ơi. Một bộ size M này, chị nào chốt cho em này. Bộ vàng nhá, bộ vàng sáng nay thì em có chốt một bộ nhá. Quên không biết được chốt nó hết đơn rồi cho chị yêu ạ. Để mặc lên nhá. 125k ạ. À, dạ đúng nhá chị Hương Thị nhá. Bộ em là 125.000. Bộ em đang mặc trên người là 125.000, bộ này là 105.000 cho em nhá. Một bộ duy nhất size M nữa thôi nhá. Chị yêu nào chốt thì chốt cho em cái bộ vàng. Size M kèm số điện thoại cho em nha các tình yêu nha. Em là Trần Thị Hiền nha. Cho chị bộ vàng nha. Ok Như Nguyễn để số điện thoại cho em nha. Có màu à? Có màu rách không á? Có màu rách không? Không. Không, rách không thế này à? Đây. Sách vai. À cho chị chị không phải mất phí chứ. Chị bộ vàng. Ok Chí Phèo, cho chị Chí Phèo bộ vàng. Bộ này size M các tình yêu nha. Có màu size XL thì nào chốt không? Chốt không thì em mặc nè. Em cũng thích màu vàng. Chị nào? Chị Chí Phèo ạ. Chị Chí Phèo bộ màu vàng size M. Chị lấy 62.000 mà. À 62.000 là áo phông cho em nha các tình yêu nha. Hỏi chị Chí Phèo nó lấy size gì đi em. Chị Chí Phèo chốt chắc chắn size M đúng không ạ? Không thì em để lại cho người khác nha. Không vừa thì cũng thì bên em cũng không chốt cho các chị yêu đâu bởi vì là về cũng chả mặc vừa ấy các chị ạ. Các chị yêu ạ, mặc dù là hàng xả nhưng bên em vẫn luôn luôn muốn các chị yêu của em là phải mặc đẹp nhất nhá, chuẩn nhất có thể các chị yêu nhá. Chị vàng có phải chị Chí Phèo phải là bộ vàng size M không thì ok chốt cho em một cái nào. Không một nhà em các chị yêu ơi, bắt đầu lên mẫu không một các chị yêu nhá.
bắt đầu lên mẫu 01, mẫu đùi 01 cho em này. Mẫu này giá thì biết là gần 300.000 các chị nhá. Mẫu này giá thì biết là gần 300.000. Hôm nay nhà em sẽ sale chỉ còn giá là 125.000 các chị yêu nhá. 125.000 mẫu của em đang mặc ạ. À. Còn bộ lửng không ạ? À? Còn bộ lửng cho các chị yêu ơi. Bộ lửng này, bộ sữa, bộ sớ này, bộ bộ bếp bloom nhá, rất là nhiều bộ cho các chị yêu nhá. Hôm nay cố gắng xem hết buổi live ngày hôm nay cho em các chị yêu nhá. Sáng nay không một chị yêu nào ra về với một bộ hết. Chị yêu nào cũng phải từ 3 bộ trở lên. Thế nên là các chị yêu của em ạ. À, xem thì hãy cố gắng xem hết buổi live nha. Và ưng mẫu nào phải chốt thật là nhanh tay lên cho em nha. Chốt đúng phương pháp mới được chốt đơn nha. Chị cho Nhâm Nguyễn gộp đơn. Sao cái gì? Sao bảo chốt cho chị rồi mà. Chị nào cơ? Nhâm Nguyễn. Chị Thiện Nguyễn, 1m654 cân, chị yêu mặc L cho em nhé chị yêu ơi. Đùi mặc M thôi em ơi. Đùi mặc M. À 54 mặc L. Ok, chị Trang Lý 01 size M màu xanh. Ok, chị Trang Lý thôi, chị Trang Lý. Các chị chỉ cần chốt cho em này mã sản phẩm kèm size kèm số điện thoại cho em nha các chị yêu nha. Mã sản phẩm kèm size kèm số điện thoại cho em ạ. Em bắt đầu em chốt nha các tình yêu ơi, em bắt đầu em chốt nha. Chị yêu nào chốt đúng cú pháp thì em mới bắt đầu em nhém nó cho nhân viên, nhém gọi điện chốt đơn các chị yêu nhá. Chào chị Đại Hằng ạ, chào chị Linh Ngọc nha. Bắt đầu chốt cho chị yêu nào nhở? Trang Lý. Bắt đầu chốt cho chị Trang Lý 01 size M nhá. Quá đẹp luôn, quá xuất sắc. 01 size M này 125.000 cho chị Trang Lý này. Chị nào chốt nữa tiếp tục chốt cho em đi các chị yêu ơi. 01 này em có S có ML XL nhá các chị yêu nhá. ML XL 2XL cho em nha. Còn bộ vàng này size XL thì nào chốt luôn cho em nha. Bộ vàng này chỉ có 105.000 thôi các chị yêu nha. 105.000 bộ vàng nha. Đó, còn bộ đỏ nữa. 50 chị đang xem rồi. Các chị yêu ơi, chị yêu nào mà ưng mẫu nào chốt ngay cho em nào các chị yêu ơi. Mẫu của một em là mặc rất xinh luôn này. Màu cực kỳ tây, cực kỳ sáng da nhá. Gần 300.000 thì em sẽ xả còn... gần 300.000 nhà em sẽ xả còn 125.000 các chị yêu nhá. Mẫu 01 125.000 cho em này. Chị nào chốt này cho em này mã 01 kèm size kèm số điện thoại cho em nha các tình yêu nhá. 52 cân, cao 1m55, size M được không em? Được. M nhá chị yêu Trang Lý nhá, M cho em nha. Bởi vì là cái mẫu này nó là form suông nhá, form suông form rộng cho em nhá. Chị vừa nhắn cho em mẫu 010308 size L lúc sáng đó còn có thì chốt cho chị Trần Hoa. Chị ơi, chị chốt trên livestream trước hay là chị chốt trên Messenger? Chị ơi, chị chốt trên livestream rồi chưa? Hay là chị chốt sau live ở trên Messenger ạ? Nếu chốt sau live trên Messenger, chị đợi để nhân viên em chốt hết cho các chị ở trên Messenger, trên livestream trước. Em sẽ ưu tiên những chị chốt hàng trực tiếp trước. Và nếu như vẫn còn thì nhà em sẽ gọi điện và liên hệ cho chị Trần Hoa nhé. Chị Trần Hoa để lại số điện thoại cho em nhá. Vàng còn mờ không ạ? À, vàng hết mờ nhá. Bộ vàng đó có chốt cho chị không để chị còn biết chọn bộ khác. Chị Nhâm Nguyễn thì để lại số điện thoại sau nên dạ không? Vâng ạ, chị Nhâm Nguyễn để lại số điện thoại sau đi em chốt chị chốt cho chị gì nhở? Linh ơi một đống ở đây là thế nào đây? Trùng đơn à? Không đấy, không lấy à? Để em có bộ mờ có còn dài, có còn dài không các chị ơi? Em còn chưa kiểm tra cơ ạ. À. Em mới kiểm tra là từ sáng giờ là có quần quần đùi này, quần lửng cho em nhá, quần sớ cho em nhá. Chị Nhung Lê ok 01 size L để lại số điện thoại cho em nhá chị Nhung Lê ơi. Không còn để lại số điện thoại thì em mới chốt đơn nhá. Chị Nhung Lê để lại số điện thoại cho em nhá. Chị Đinh Huế bao nhiêu em? Chị yêu ơi, gần 300.000 em xả còn 125.000 mỗi đang mặc nhá. 125.000 mỗi đang mặc các tình yêu nhá. 125.000 cho em ạ. Chị Hương Thu có số em ơi, xem số chị Hương Thu đuôi bao nhiêu? 210 à? Ok, không mến chị Nguyễn Mến 01 size M nhá. Thế sai rồi đây rồi. Chị chốt sau em ạ, lúc 14 giờ thì chưa có đơn rồi chị Trần Hoa ơi. Thế thì chị đợi một lát để nhân viên em chốt xong đơn cho các chị yêu nào? Chốt trực tiếp trước rồi em mới chốt nha các tình yêu nhá. Chả nhớ nữa. Em ơi, Linh ơi, nhặt luôn cho chị 0406 của chị Hương Thu với. Chị ơi, hình như là 06 không còn XL thì phải. Em chán, 06 là cái màu xanh đúng không? Bắt đầu em chốt này, em chốt chị Nguyễn Mến 01 size M nhá. MC chốt chị Nguyễn Mến 01 size M nhá. Chốt chị Nguyễn Mến 01 size M này. Chị Nhung Lê chốt chốt 01 size L, chị đây, Nhung đây, Lê đây, chốt 01 size L. 210. Chốt chính xác cho em trong một comment các tình yêu nhá. Chốt chị Nhung Lê 01 size L này.
1m57, 55 cân, cao 1m57, mặc size L thôi chị nhở. Nếu mà bộ đùi như của em mặc size L thôi chị yêu nhá. 55 cân. Nhung lên size L à? Vâng, Nhung lên size L. Chị Hương Thu, ok chị Hương Thu ơi, để em một lát nhân viên nhà em chốt đơn nha. Nếu mà chị đặt buổi sáng thì một lát nhân viên nhà em sẽ chốt đơn ạ. À, nhân viên nhà em đang chốt đơn với các chị yêu rồi đấy ạ. Thôi tay quá các chị ơi, chốt nhanh tay lên cho em là này. Em ơi, chị Hương Thu chị bên này, ghi số chị Hương Thu chị bên này. 0167 này. Ghi số đi, gọi cho chị đi. Đơn buổi sáng gọi cho nó sạch luôn đi. 0167 232. Chị ở đây có rồi, 1014 ạ. À, 1014 ở đây. Chị Hương Thu cho thiếu số rồi. Chị Hương Thu cho thiếu số em rồi. 125.000 mẫu 01 cho em các chị yêu ơi. 125.000 cho em này. Chất liệu lanh xước cực kỳ đẹp nhá. Chị Trần Hòa này. Trang Lý, chị Mến này. Có rồi hả? Em chốt cho chị Nhung lên, à chốt cho chị Hương Thu rồi nhá, chị Hương Thu nhá. Xin chào 47 chị yêu của em nhá, em xin chào chị Quang Trần nhá. 50 cân 1m54 size gì chị? À, chị yêu mặc size M 01 cho em nhá. Cho chị size L mã 04. 04 nào nhỉ chị yêu Tạ Mạnh ơi? Mã 01 của em đang mặc hay là mã 04 nào? Chị comment chính xác cho em nào. 04 của sáng nay hay là sao ạ? À? Đơn của sáng hôm nay thì các chị yêu hãy cứ nán lại nhá, để nhân viên nhà em đang gọi điện chốt rồi nhá. Còn những chiêu nào mà sáng nay chưa đặt hoặc là muốn đặt thêm ấy thì đặt thêm một comment cứ ráp dồn đơn buổi sáng giúp em nha. Mẫu 01 của em này 289 em sale và 125.000 các tình yêu nhá. Sale phi lợi nhuận để xả hàng các chị yêu nha. Đây xả hàng công ty Vixi cũng mất ngày mất buổi mất công livestream mất thời gian đóng đơn các chị yêu nhưng không hề có một chút lời lãi đâu chị yêu nhá. Thế đây là các tình yêu của em này. Và ưng mẫu nào thì hãy chốt ngay cho em nha. Đây là sản phẩm mà nhà em xả hộ công ty Vixi đó chị yêu nhá. Chào chị Hoàng Anh, Hoàng Anh ạ. À, xin chào 50 chị yêu đang xem nha. Mẫu 01 này nhà em có size ML, XL, 2XL cho em các tình yêu nhá. ML, XL, 2XL cho em ạ. À. Và mẫu này em có duy nhất 1 giây các tình yêu nhá. Chị yêu nào chốt thì chốt cho em này mã 01 kẹp size kẹp số điện thoại cho em nha. Chị Tạ Mạnh ơi, nếu mà chị chốt 04 size L buổi sáng thì sẽ không còn chị nhá. Còn 01 bây giờ thì em còn lại thì chị chốt lại cho em ấy nhỉ. Chị chốt là buổi sáng thì để em báo với chị là không còn hàng chị nhỉ. Màu này cũng rất là tây luôn nhá. Mã 01 em đang mặc size L. Ok chị Tạ Mạnh nhá. Chốt cho chị Tạ Mạnh 01 size L nhá. Chốt cho chị Tạ Mạnh nhá. Còn tầm chục bộ nữa các chị yêu à. Mã 01 của em còn tầm chục bộ nữa chị yêu nào. Chốt cho nhanh cho em nào. Có size ML, XL, 2XL các tình yêu nhá. Vẫn đang đủ size ML, XL, 2XL các tình yêu nhá. Nhân viên em gọi chốt cho chị thiếu bộ xanh bảo gọi là không thấy, gọi em bảo kiểm tra chị biết nhé. Ok thì Hữu Nguyễn nha. Em à? Mấy người? Đây. À, chị Hương Thu không... Ok chị Hương Thu ơi, em chốt đơn cho chị rồi. Chị Nhâm Nguyễn không một xanh mờ. Ok chị Nhâm Nguyễn nha. Chốt chị Nhâm Nguyễn nó không một xanh mờ nha. Tình yêu nào chốt thì chốt nốt cho em nào. Chị Huế Hà 01 size XL. Chị Huế Hà để lại số điện thoại cho em nhá. Chị yêu nào chốt để thì chốt cho em này mã 01 kèm size kèm số điện thoại cho em nhá. Chốt chắc chắn trong một cú pháp comment thôi. Ai chốt trong hai comment là nhà em sẽ không chốt đơn đâu. Thế nên là bởi vì giờ tránh bị lẫn đơn, tránh bị sót đơn các tình yêu nhá. Thế nên là chốt cho em này 01 kèm size kèm số điện thoại chỉ trong duy nhất một comment cho em nhá. 06 like sáng màu xanh còn không? Còn mấy bộ nữa các tình yêu ơi? Một lát nữa em sẽ mặc lại những bộ đấy nhá. 01 size L, ok Hà Tăng 01 size L nha. Tình yêu nào chốt thì chốt cho em này mã 01 kèm size kèm số điện thoại cho em nha. 01 size M nhà em chỉ còn duy nhất 2 bộ thôi, còn lại còn L, XL, 2XL nhá. 01 XL. Chị Nhung Nguyễn ơi, em chốt đơn cho chị rồi nha. Các bạn nhân viên thì em chốt đơn cho chị rồi ạ. Các bạn nhân viên thì em chốt đơn là có bộ xanh không? Có bộ xanh chị nhá, có bộ xanh ạ. Gọi nhưng mà không được chị Nhung Nguyễn là chị chú ý điện thoại. Những chị yêu nào mà sáng nay đặt hàng rồi thì chú ý điện thoại để nhân viên nhà em gọi điện chốt đơn nhá. Ok chị Huê Hà 01 size XL nhá. Ok em chốt chị Huê Hà nhá.
giờ chị mới vào xem bao tiền bộ đang mặc. Chị Văn Cao ơi, bộ đang mặc của em là 289.000 nhà em xả, còn 125.000 cho em các tình yêu nhá. 125.000 bộ 01 em đang mặc nha. Đây là nhà em xả dùng công ty Vixi các tình yêu nhá. Phi lợi nhuận luôn ạ. Thế nên là các tình yêu của em này, mới đầu mùa mà mình mua những cái bộ này rồi thì cũng biết được chất lượng của nó đúng không ạ? Đầu mùa là luôn luôn bán được giá là gần 200.000 một bộ cơ. Bây giờ chỉ có 125.000 bộ của em đang mặc thôi. Tình yêu nào chốt thì chốt cho em này, mã 01 kèm size kèm số điện thoại cho em nhá. Giờ chị 58 cân thì size nào hả em? Chị Hành Nguyễn lên 58 cân mà XL cho em tình yêu nhá. 58 cân mà XL cho em ạ. Em chào chị yêu 7 Lê, em chào 45 chị yêu nhá. Các chị yêu ơi, vào xem thì ưng mẫu nào chốt hàng nhanh lên cho em các chị yêu nhá. Mẫu 01 em còn tầm 6-7 bộ nữa các tình yêu ơi, còn 6-7 bộ thôi. Tình yêu nào chốt thì chốt cho em nào. Còn màu khác chị nhỉ? Còn màu khác không em? Còn nhá, chị yêu Huệ Hà nhá, còn nhá. Và được một điều đặc biệt đó là các chị yêu của em này, chốt những cái bộ này thì chốt chắc chắn giúp em nhá các chị yêu nhá. Tránh tình trạng đổi trả hàng và tránh tình trạng là đổi trả thì nó sẽ rất là dễ bị lẫn hơn các tình yêu nhá. Chị Huệ Hà mặc XL đúng không? Mặc XL mặc mẫu này cho em luôn này. Hai chị em mình đổ bộ đôi với nhau nhá. Em cũng là XL mẫu này. XL mẫu này thì chị Huệ Hà, nếu chốt thì em còn một bộ này size XL nhá chị nhá, 105.000 bộ này, còn bộ Nga đang mặc là 125.000 chị nhá. Hai chất liệu nó khác nhau một chút, giá thành nó cao hơn, 01 cao hơn một chút chị nhá. Bộ này XL này. Sáng nay sáng nay còn một bộ 105. Sáng nay là chốt được gần 200 bộ rồi, còn gần 300 bộ nữa thôi. Các tình yêu của em chốt thì chốt chắc chắn giúp em nhá, mặc màu khác ok. Chị Hương Thu vàng kìa. Chị Hương Thu ơi, link em chốt cho chị Hương Thu đi. Chốt cho chị Hương Thu trước đi. Chị Hương Thu để ý máy để nhân viên nhà em gọi điện chốt luôn nè. Ok, đổi mẫu nha các chị yêu nha. Đổi mẫu nha. Bao nhiêu em? Chị Thảo Liên Nguyễn đây, 125.000 mẫu em đang mặc nha. Chị Hương Thu ơi, em gọi cho chị thuê bao. Đọc lại số điện thoại cho em nào. 62k à? Không chị yêu ơi, bộ em là 125.000 nhá, 62.000 là áo phông cho em các tình yêu nhá. Bộ em là 125.000, đáng nghĩa là 289.000 các tình yêu nhá. 125.000 mẫu không, bộ của em là hiện tại còn đủ size ML, XL, 2XL cho em nhá. Chị Hương Thu ơi, nhân viên thì em gọi điện cho chị thuê bao chị nhá. Mẫu 01 buổi sáng còn không chị? Mẫu 01 buổi sáng hả? Không còn tình yêu ơi, mẫu 01 buổi sáng không còn nhá. Là cái bedroom mà không, bedroom xước màu vàng nghe không còn. Chị hỏi 58 cân mặc vừa size nào mà không trả lời, em trả lời rồi chị yêu ơi, XL cho em nhá. Cho chị size XL chị Liễu Hòa. Ok chị Liễu Hòa, cho chị Liễu Hòa nhá. XL như màu gì? Chị Liễu Hòa cho mẫu 01 của em đúng không ạ? Cho chị mẫu XL vàng vừa xong nữa nhé. Ok chị Huệ Hà nhá. Chị Hòa lấy thêm cái mẫu của Hòa có chưa? Đây. Chị Huệ Hà vừa rồi vừa chốt một bộ này XL rồi, bây giờ chốt thêm. Chị Hạnh Nguyễn ơi, em đã trả lời chị rồi mà, chị mặc XL là vừa chị ạ. Mẫu không mẫu của em này tình yêu nào chốt thì chốt tiếp cho em. Bây giờ em xin đi chuyển mẫu với tình yêu nhá. Hiện tại là còn đủ size ML, XL, 2XL cho các tình yêu nhá. Chốt thì chốt thời gian nhanh tay lên cho em các tình yêu nhá. Có phải là các chị yêu của em bây giờ đang giờ nghỉ trưa đúng không ạ? Thế nên là ít người xem quá, cũng như là chốt hàng cái mẫu không, những cái mẫu đầu này vẫn còn rất là chậm. Nhưng mẫu sau các tình yêu của em chốt thì chốt nhanh tay đi cho em nhá. Chị Hồng Yên Nguyễn Thị, em chào chị Hồng Yên Nguyễn Thị nha, xin chào 40 chị. Bây giờ em xin đi chuyển mẫu của tình yêu nha. Chị Liễu Hòa lấy gì đấy ạ? Chị Liễu Hòa lấy gì để cho em lại một lời bình luận đấy chị ơi? Chị lấy bộ 01 hay là chị lấy bộ vàng thì chị chốt cho em nha. Mặc bộ gỗ đấy, lấy bộ đấy, xinh ơi là xinh, nhưng mà không có mở. Chị chị Nguyễn Thanh Huyền Huyền em chốt cho chị rồi nhá. Sáng nay em cho nhân viên em chốt rồi, chắc các bạn ắt là hỏi chị đấy. Linh ơi, lại chia sẻ lên trên page đi. Em chào chị Phương Xinh Xinh, chào chị Nguyễn Thị Liên, chào chị Nguyễn Huyền. Các chị yêu đang theo dõi hãy chia sẻ giúp em với chị yêu nha. Chia sẻ cho em để cho mọi người đều vào ủng hộ cho em Vân Anh các chị yêu nha. Chị Nguyễn Hạnh 01
XL, ok, không vừa đổi được chị Nguyễn Hạnh nhá. Em 63 cân em mặc XL đây chị Nguyễn Hạnh ạ. À. Em 63 cân, em cao 1m67, em mặc XL thì chắc chị mặc XL được. Chị Tạ Mạnh ơi, chị đã bao nhiêu cân ạ? Chị Tạ Mạnh cho em xin chiều cao đi chị Tạ Mạnh ơi. Chị Tạ Mạnh cho em xin chiều cao của chị luôn nha. Chị Tạ Mạnh. Vâng, sinh xong như hẳn lên những hẳn 17 cân cơ chị ơi. Thật là dã man. Bây giờ chưa xuống được luôn các chị ơi, bây giờ có hỏi trăm con mà. Em xin chào 45 chị yêu nha, tiếp tục mẫu tiếp theo cho em nhá. Mẫu 02 cho em nhá các tình yêu ơi. Mẫu 02 trong buổi chiều ngày hôm nay các tình yêu nhá. Mẫu này là dạng áo vest lụa và quần lửng cho em nhá các tình yêu nhá. Chỉ 1m57. 55 cân. Hả? Không hai đỏ size XL. Ok, bắt đầu chốt mẫu 02 các tình yêu nha. Bắt đầu em chốt mẫu 02 các tình yêu ạ. À. Không hai đỏ size XL, chị Hương Thu để lại số nào cho em nha. Các tình yêu ơi, mẫu 02 của em có số lượng rất là ít nha các tình yêu nhá. Mẫu 02 của em số lượng rất là ít này, bộ này màu vàng. Chị Vân Bình ơi, bộ này màu vàng sáng nay em hết rồi các tình yêu nha. Bắt đầu em chốt mẫu 02 các tình yêu nha. Mẫu 02 em có size ML, XL các tình yêu nha. ML, XL cho em ạ, à, không có size 2XL nha. ML, XL cho em mẫu này nha. Mẫu này là 130.000. Mẫu này là 130.000 cho em các tình yêu nha. Mẫu này 130.000 cho em ạ. À. Bao nhiêu em? Linh ơi, một bạn ở đây chốt đơn cho chị đứng vậy. Mẫu này là 130.000 cho em các tình yêu nhá. 130.000 cho em nha. Dáng áo bếp luôn cực kỳ đẹp các tình yêu nhá. Đây là dáng áo bếp luôn có độ xòe nhẹ ở phần bụng các tình yêu nhá. Rất là che bụng luôn này. 289.000 chị ạ. Bao nhiêu em? 130.000 mẫu em đang mặc các tình yêu ơi. 130.000 cho em nha. Chị Nguyễn Bích Liên ok 02 size M này. À, chị Tuyết ơi. Chị Tuyết ơi. Chị ra rồi. Chị ơi, chị ra chị chốt đơn đi. Em vẫn chưa chốt được cho ai cả mẫu 02 của em này. 53 cân 1m58, chị yêu mặc mẫu của em mặc L cho em nhé tình yêu nhá, chị cần Vũ nha. Mẫu của em thì chị phải mặc sang size L cho em ạ. À. Nào bắt đầu em chốt đơn ạ. À. À, bao nhiêu em? 130.000 cho em mẫu này nha. Thôi để em cầm em ve cho chỉ cần viết số thoại. Em chưa chốt cho ai mẫu này cả. Chị Tạ Mạnh mặc lờ thôi nha. Mẫu em là dáng bếp luôn các tình yêu nhá. Mẫu em dáng bếp luôn nó sẽ gọn hơn này. Em bắt đầu chốt đơn nha. Em bắt đầu chốt đơn này. Ok cho chị Nguyễn Bích Liên 02 size M nha. Nhưng mà chị Thu Hương ơi, không được em ơi. Chị Thu Hương ơi, chị Hương Thu ơi, chị để ý điện thoại giúp em để nhân viên nhà em gọi điện với ạ. Để lại số điện thoại chính xác cho em và bật máy lên để nhân viên nhà em gọi điện nhá. Không gọi được là nhà em sẽ hủy đơn nhá, tình yêu nhá. Nguyễn Bích Liên 02 size M cho em nhá. Chị yêu Nguyễn Bích Liên nhá, 02 size M cho em ạ. À, 02 đỏ XL dồn đơn buổi sáng chị Nguyễn Trọng. Ok chị Nguyễn Trọng để lại số điện thoại cho em nhá. Các tình yêu dồn đơn cũng để lại số điện thoại cho em nhá. Tình yêu nào dồn đơn để lại số điện thoại cho em nhá. Chị Hương Thu không nghe máy gọi không được nhé, hủy đơn nhé chị Hương Thu nha.
Chị Nguyễn Trọng vừa rồi không nghe nhá, nhé em hủy đơn của chị Nguyễn Trọng sáng nay nha. Vừa nãy chị đặt 01 cỡ L đổi cho chị cỡ XL nhé chị Tạ Mạnh. Ok chị Tạ Mạnh nhá, thích mặc sống ok nhá. Em chào chị Nguyễn Thu ạ. 02 size M dồn đơn để trang trần để lại số điện thoại cho em. Các tình yêu dồn đơn cũng phải để lại số điện thoại cho em nhá. Comment cho em này. 02 kèm size kèm số điện thoại nhà em mới chốt đơn được nha. L dồn đơn. Ok chị Huyền Nguyễn size L dồn đơn 02 của em ạ. Trang trần để lại số điện thoại nhá. Chị trang trần để lại số điện thoại nha. Ok cho chị Huyền Nguyễn nhá. Chị nào comment chính xác mới chốt đơn ạ. Chị nào comment không chính xác cũng phải không chốt đơn nữa nha. Chị Trang Trinh ok 02 size M cho em này. Ok cho chị Trang Trinh 02 size M cho em nha. Cho chị Trang Trinh 02 size M nha. 02 size L dồn đơn với đơn sáng. Ok Cần Vũ nha. Ok em cho chị Cần Vũ 02 size L nha. Ok cho chị Cần Vũ 02 size L nha. Cho chị ok Cần Vũ em cho chị rồi ạ. Có màu khác không? Bao nhiêu bộ? Ok chị Chiến Lê, chị Chiến Lê mặc size gì để lại size cho em nha. Mẫu của em chỉ còn bộ của em đang mặc và 4 bộ em đang cầm trên tay nhá. Trang Trinh có chốt không ạ? Chị Trang Trinh có chốt mà. Màu em đang mặc có giá bao nhiêu vậy? Mẫu em đang mặc là 289.000 sale còn 130.000 có tí nữa nhá. Con mình chốt không? Dạ? Con mình có chốt không? Chị nào mà để lại chính xác cú pháp thì em mới chốt chị ạ. Chính xác trong một comment thì em mới chốt. Ok chị Bon Bo 02 size M cho chị Bon Bo nha. Ok cho chị Bon Bo mẫu của em đang mặc trên người nha. Vậy là size M mẫu 02 hết rồi các tình yêu nhá. Còn L với XL nha. Chị lấy bộ như của Vân Anh đang mặc. Chị Thiện Nguyễn. Ok chị Thiện Nguyễn ơi, một lát nữa em sẽ mặc bộ như của chị Vân Anh nha. Cần cũng đơn à? Đây nhá, mẫu của em đang mặc đây nhá chị Thảo Hà nhá. Mẫu em đang mặc này, dáng áo bếp lụng của lực cho em nhá các tình yêu nha. Rất là đẹp luôn nha. Bộ em, bộ đấy đẹp không có cỡ rộng hả em? Dạ đúng ạ, bộ này chỉ có đến size L, XL cho em nha. Và dáng bếp lụng vậy thì nó cũng sẽ an toàn hơn đấy các tình yêu nhá. Chị Thiện Nguyễn size L, chị Thiện Nguyễn là cho size L mẫu của chị ấy. Các tình yêu ơi, chốt theo mã số cho em các tình yêu nhá. Chốt theo mã số cho em ạ, bộ em mà có XL thì chị Nguyễn Hà Hồ nha. Chị Chiến Lê 02 đỏ size M à chị yêu ơi, chị Chiến Lê comment chính xác cho em nào thì em mới chốt đơn cho chị Chiến Lê được nha. Mẫu của em đang mặc hiện tại là chỉ còn size size L và size XL thôi nhá tình yêu nhá. Size L, size XL, size M cuối cùng em đã dành cho chị Bon Bo rồi nha. Size M em đang mặc trên người em dành cho chị Bon Bo rồi nha. Các tình yêu nên nhớ này, những cái bộ đồ lanh này của nhà em thì không có size S nha các tình yêu nhá. Vậy nên là size M sẽ là size bé nhất các tình yêu nha. Chốt đơn thì chốt vui lòng này, mặc đồ GDA rồi mặc chuẩn size rồi thì đồ lanh này kích liền một size cho em nha. Hiền Nguyễn là chốt bộ chị ạ. Vâng, chị Mạnh Khuyên chốt size XL. Ok chị Mạnh Khuyên chốt size XL này. Cho chị Mạnh Khuyên size XL nha. Chị Nguyễn Trọng Vân lên một size so với GDA hả em? 02 đỏ 55 cân mặc size L cho em nhé chị Nguyễn Trọng nha. Số 02 giá là 130.000 cho em các tình yêu ơi. Giá em biết là 289.000 các tình yêu nhá. 289.000 còn 130.000 cho em nha. 71 chị đang xem rồi ạ. Những chị yêu nào đang xem thì đặt hàng nhanh tay lên chỗ cho em các chị yêu nhá. Size M à? Chị Bon Bo đặt màu size đỏ. Ok chị Bon Bo. Vậy là cái mẫu không? Vậy là mẫu em vẫn còn một size M nhá. Em chốt chị Bon Bo. Chị Bon Bo lấy size L cơ. Vậy là size L mẫu này em hết nha. Chị Trần Anh mẫu hoa xanh bao nhiêu em? Mẫu hoa xanh mà chị Vân đang mặc à các chị yêu ơi? Chị Vân Anh đang mặc thì em một lát em sẽ mặc lên nha. Chị Chiến Lê bộ đùi nữa đi. Ok một lát em mặc bộ đùi nhá. Bộ đùi không một em vừa mặc rồi đấy chị yêu ơi. Chị Chiến Lê 02 đỏ size M á? Ok Chiến Lê chốt 02 đỏ size M em cho chị bộ em đang mặc trên người nha. Vậy là bộ em đang mặc chỉ còn duy nhất hai bộ size XL thôi nha các tình yêu ơi. Bộ em đang mặc chỉ còn duy nhất hai bộ size XL các tình yêu nhá. Chị lấy bộ Vân Anh đang mặc 2XL dồn đơn lúc sáng chị Thu Hương. Một lát thì em sẽ mặc bộ như của chị Vân Anh nhá. Một lát thì chị Vân Anh sẽ lên thăm các tình yêu nha. Chị lấy cả M và L nha. Chị Nguyễn Trọng lấy chị Nguyễn Trọng thì lại gọi không nghe. Bảo chị chị Nguyễn Trọng ơi, nhân viên nhà em gọi điện sáng nay cho chị nhưng mà chị không nghe nha. Chị để ý điện thoại giúp em nhá. Không là nhà em sẽ hủy đơn buổi sáng cho chị nha. GDA chị mặc L mà. Thế thì bộ này chị mặc XL cho em chị Nguyễn Trọng nha.
Chị bon bon bo lấy cả M với L cơ. Thôi ok. Các tình yêu ơi, mẫu của em size M hết rồi nha. Mẫu của em chỉ còn 2 bộ XL nha các tình yêu nha. Mẫu của em chỉ còn 2 bộ XL các tình yêu ơi. Tình yêu nào mặc size XL chốt ngay cho em nhá. Thử mẫu Vân Anh. À, em ơi, chốt hàng chưa cho chị chưa? Chị Lụa Hoàng ơi, nhân viên em đang gọi điện chốt hàng buổi sáng nay đấy các tình yêu ạ. À, các tình yêu để ý điện thoại giúp em nhá. Không nghe máy nhà em hủy đơn đấy nhá. Dồn đơn sáng chị ok Hình Nhung Nguyễn nha. Mẫu 02 này còn 2 bộ XL nữa thôi. Tình yêu nào chốt thôi thì chốt thì chốt nốt cho em nhá. Không có tình yêu nào chốt nữa thì em xin chuyển mẫu nhá. 2 bộ XL duy nhất mẫu của em đang mặc nữa này. Tình yêu nào chốt thì chốt nốt cho em nhá. Vâng, lấy cả M cả L. Chưa đủ. Em để cái M cho chị khác rồi. Thôi tí nữa cứ chị nào nghe máy trước thì chốt cho chị đấy. XL như Nguyễn. Các tình yêu ơi, tình yêu nào chốt nốt 02 cho em đi ạ. 02 này nhà em chỉ còn duy nhất 2 bộ size XL nữa thôi nha. 02 này còn 2 bộ XL thôi nha. Tình yêu nào mặc đồ GDA mặc size nào thì bộ này vui lòng kích lên một size cho em nhá. Bởi vì là không có size S nha, size M sẽ là size bé nhất nha. Chị chưa thấy ai gọi chị Lộ Hoàng. Nhân viên em đang gọi các tình yêu ạ. Đơn sáng nay rất là nhiều cho nên chưa gọi được hết đâu. Em không biết nữa. Chị cứ viết viết hết số gọi đi chị ạ. Tí đâu gọi cho ai thì để cho người đấy. Còn ăn nhãn. 02 một bộ size XL đỏ. Ok, chị Hương Thu để lại. Chị Hương Thu ơi, để lại số là chính xác cho em đi để nhân viên nhà em gọi điện đi. Không là nhà em sẽ hủy đơn nha. Chị Trang Trần ơi, 02 size M chính như chốt rồi đúng không? Đây đây 02 size M 016. 02 size M nhà em hết rồi các tình yêu nha. 02 size M hết rồi các tình yêu nha. Chị Hương Thu ơi, nhân viên nhà em gọi điện cho chị là chị không nghe máy nhá. Bây giờ chị gọi lại cho em bằng số hotline này ạ. Không là em sẽ hủy đơn cho chị đấy ạ. 0125225168. Im nha em ơi. Đúng không? 0125225168 đúng không? Đúng rồi ạ. Đi, họ chỉ trang bị thu hồi lại cho chị. Em đổi mẫu với các tình yêu nha, em đổi mẫu khác với các tình yêu nha. Mẫu 02 còn 2 bộ XL đó, tình yêu nào cho nó cho em này, không em đổi mẫu này. Chị Hương Thu lấy XL à? Chị Hương Thu ơi, gọi lại cho shop em đi nha. Chị Nhung Nguyễn em ghi rồi nha. Chị Nguyễn Trọng kia lại số điện thoại cho chị Nguyễn Trọng ơi. À, cái gì nhỉ? Em ơi, kiểm tra lại số điện thoại của chị Nguyễn Trọng chị này. 0983887136 nè. Kiểm tra lại số có chuẩn không? Chị Nguyễn Trọng có nhân viên thì em bảo thuê bao chị yêu ơi. Hôm 16 chị lấy áo dài màu đỏ sẽ sao chưa nhận được. Hôm 16 ạ. Chị Lê Tuyết ơi, em để em lát em kiểm tra chị Lê Tuyết nhá. Chị Nguyễn Trọng có nhân viên thì em bảo là gọi thuê bao chị ạ. Đúng chuẩn số điện thoại của chị rồi. Chị gọi lại cho nhân viên em nhé, theo số điện thoại em đã ghi rồi ạ. 0125225168 nhé, chị Nguyễn Trọng nha. Chị Nguyễn Nhung em chốt rồi nha. 0983887. Linh ơi, 887 Linh ạ. Đúng không? Chuẩn rồi. Chị Vân Anh nhà em lên 6 thì chấm nhà một cái đi, chị Vân Anh nhà em lên 6 luôn này. Nằm bụng á. Chán nhỉ, bà nội đâu cơ.
cam à? Có. Đâu rồi? Có ở đây. Không có ít gì nhá. Không ba bao nhiêu? 140. Sáng nay màu xanh như này 140. Không ba xanh mờ. Xanh mờ ngoài đấy. Của chị bon 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 ấy. Rồi, chị ơi em bảo là ai ủng hộ chị Vân Anh lên sóng chấm một cái, bao nhiêu người chấm được kìa. Bắt đầu lên sóng mẫu 03 cho em nhé các tình yêu ơi. Mẫu 03 cho em này 140.000 cho em nha. 329.000 còn 140.000 cho em mẫu 03 này nha. Đùa chứ em mặc gì cũng đẹp hơn tí. Đây là cái ga thôi chị ạ. À, em giờ gả mái hai con rồi. Chị nào ủng hộ chị Vân Anh em lên sóng chấm lên một cái nào. Chị lên luôn đây này, dồn đơn của chị bộ Vân Anh đang mặc nhé 2XL chị Thu Hương. Rồi, okay. Ok Thu Hương nha. Bánh đa. Mẫu 3 size M, ok Thảo Hàng mẫu 3 size M nha. Mẫu 3 bắt đầu chốt đơn, mẫu 3 các tình yêu nha. Mẫu 3 nhà em đủ size M, L, XL, 2XL cho em nha. Size M sẽ là size bé nhất, tương đương với size S bình thường các tình yêu nha. Thế nên các tình yêu của em ạ, à, chốt đơn thì chốt chắc chắn giúp em nha. Chốt nếu mà mặc đồ GDA rồi mà trong mùa năm nay chưa mặc đồ lanh của thương hiệu Fixi của nhà em ạ, à, thì hãy vui lòng này, chốt cho em kích lên một size so với đồ GDA các tình yêu nha. Bắt đầu em chốt đơn nha, bắt đầu em chốt đơn cho các tình yêu của em nha. 140.000 mẫu của em đang mặc nhá. Kiểu này có màu khác không? Kiểu này nhà em còn màu xanh nha các tình yêu nhá. Kiểu này còn màu xanh nữa nha. Bắt đầu chốt cho chị Thảo Hoàng 03 size M này. Em chốt chị Thảo Hoàng 03 size M nha. Tình yêu nào để lại chính xác cú pháp cho em thì em mới chốt nha. Chị Huê Hà để lại số nọ cho em nhé chị Huê Hà ơi. Chị Trang Trần 03 size M, ok Trang Trần 03 size M nha. Chị Huê Hà số đơn là chị 2XL chị Huê Hà nha. Ok cho tình yêu Huê Hà size 2XL số đơn cho em nha. Ok cho chị Huê Hà 2XL này. Trang Trần chốt rồi à, em cho chị Trang Trần rồi. Có áo sắt nách và quần ngố không em? Áo sắt nách với quần đùi cơ. Áo ba lỗ với quần đùi cơ. Mới đang mặc là áo khuyết vai các tình yêu nhá. Áo khuyết vai này rất là điệu đà luôn nhá. Áo khuyết vai cổ có một cái đường khuyết nhá, hai cúc ba cúc rất là đẹp luôn nhá. Mẫu này của em là 140.000 cho em nhé tình yêu nhá. 49 cân mặc size M chị nhá. 49 cân mặc size M cho em ạ. Bộ em là 140.000 các tình yêu ơi. Ok chị Khải Giang 03 size L xuống đơn buổi sáng nha. Các tình yêu chốt là chốt ra chắn cho em nhé các tình yêu nhá. Chốt cho chị Khải Giang 03 size L này. Dồn đơn cho em nha. Ok chị Trang Trần nha, em dồn đơn chị Trang Trần nha. Xem mẫu của Vân Anh mặc đi. Chị Huyền Hà thì ok chị Vân Anh ơi, chị đứng lên cho các chị xem cái nào. Khổ lắm cơ. Đang bị tự ti mặc cảm. Một mẫu 50 cân bây giờ lên 62 cân cho nên đang bị ngại các tình yêu ạ. 63 03 size XL. Ok chị Bích Vũ 03 XL cho em nhé chị Bích Vũ nha. 47 cân mặc M thôi chị Khải Giang ơi. Sao 47 cân lại mặc L được? 47 cân mặc M cho em thôi chị Khải Giang ơi. M thôi. Đây nhá tình yêu ơi, chị không free ship các tình yêu ơi, đây là xã hội công ty không miễn ship nha. Em cho chị Bích Vũ 03 XL nha, cho chị Bích Vũ 03 XL nha. Chị Khải Giang ơi, chị Khải Giang ơi, chị mặc size M thôi, em lấy lại cái size L, em cho chị size M nha. Cho chị Khải Giang cái size M mà em đang mặc nha. Chiến Lê để lại số điện thoại cho em đi Chiến Lê ơi. Em không, chị Khải Giang ơi, chị mặc M cho em thôi nha. Em cho chị Khải Giang mẫu M em đang mặc nha. Các chị ơi, bộ ngang mặc là 140.000 các chị nha. Cao 1m50, nặng 50 cân. Mặc size M thôi chị ạ. Ai mặc rộng không? Rộng ạ. Thoải mái.
mà. Mặc rộng thoải mái lắm. Mặc mờ thôi, con này mặc mờ. Cao 1m5, nặng 50 cân, mặc size L nhỏ chị nhỏ. 1m5. Không chuẩn của tôi nào. Chị ơi, em 1m65 đấy. Mặc rộng thoải mái rồi. Nhưng mà tay nách này. Sao họ XL rộng thoải mái. Nó như là XL. Còn bây giờ mà chỉ 63 cân. Bao nhiêu một bộ chị Nguyễn Thương ơi, một bộ nhà em có giá là 140.000, mẫu 03 nó mặc nhá. Mẫu 03 của em là 140.000 các tình yêu nhá. Mẫu 03 140.000 cho em ạ. Chị Hạnh Nguyễn mẫu XL vừa nhá. Mẫu 03 size M, ok chị Huyền Nguyễn 03 size M nhá. Chị Nguyễn Hạnh ơi, chị mặc 01 size XL là ok chị yêu nhá. Em 63 cân nên là mặc XL đây. Các tình yêu ơi, rất là buồn, 03 size M nhà em đã hết nha. Vậy là em không chốt được đơn cho chị Huyền Nguyễn nha. Trên người này để cho chị Khải ra rồi ạ. Chào chị yêu Trần Thanh nha. 03 nhà em còn LXL 2L các tình yêu nhá. 03 nhà em còn LXL 2L tình yêu là chốt được cho em này. Mã 03 kèm size kèm số thoại cho em các tình yêu nhá. Lên là chị L, XL hoặc 2XL cho em nhé, kèm số điện thoại nhá. Cho chị một áo phông màu hồng size XL. Còn không ạ? Ok, cho chị Trần Thanh áo phông màu hồng size XL nha. Áo phông này là 62.000 cho em các tình yêu nhá. Áo phông 62.000 cho em nhé các tình yêu nhá. Cho chị Trần Thanh này. Có gì nó không đổi giá nhỉ? Hàng này là hàng miễn đổi trả các tình yêu nhá, hàng này hàng miễn đổi trả nhá, chuyển mẫu của Vân Anh đi em. Chị Vân Anh có lên không? Thế chị em mặc bộ chị nhá. Các tình yêu ơi, tình yêu nào chốt mẫu này thì chốt nốt cho em các tình yêu nhá. Mẫu 03 của em hiện tại còn size L, XL và 2XL các tình yêu nhá. 140.000 cho em mẫu 03 này nhá các tình yêu nhá. 140.000 mẫu 03 này cho em ạ. Màu cam rất đẹp các tình yêu nhá, màu cam rất đẹp ạ. Cho chị bộ 03 size L. Ok, chị Lê Thị Hương để lại số điện thoại cho em nha. Chị Lê Thị Hương để lại số điện thoại cho em thì nhà em mới chốt được nha. Tiếc thế, chị yêu Huyền Nguyễn ơi, chậm một bước rồi chị Huyền Nguyễn ạ. Bởi vì em chốt cho chị Khải Giang rồi. Chị Hương ơi, em xin số điện thoại với chị Hương ơi. Tình yêu Lê Thị Hương để lại số điện thoại cho em thì em mới chốt được nha. Chào chị Ngọc Phương Chi, chào 79 chị đang xem ạ. Mẫu 03 này nhà em còn L, XL, 2XL này các tình yêu nhá. Mẫu đang mặc cỡ màu xanh size M không? Mẫu đang mặc còn màu xanh. Đây nha các tình yêu nha. Mẫu em đang mặc màu xanh này nhà em còn là còn size còn size M tình yêu ơi. Mẫu em đang mặc còn size M, size XL, size 2XL nhá. Mẫu này size gì đây ạ? 2XL nha. Mẫu em đang mặc còn một size M và 3 size 2XL nha. Mà màu xanh đấy ạ. Còn bộ đùi size M nó không có chỉ một bộ nữa, dồn đơn nữa chị. Chị Vân Anh Nguyễn ơi, nó rồi ok, một lát em mặc bộ đùi rồi chị chốt cho em nha. Đây nha, bộ mẫu em đang mặc mà màu xanh nha các tình yêu nhá. Mẫu em đang mặc mà màu xanh đi ạ. Mẫu này có 140.000 cho em nhá. Còn một còn là hai bộ màu và hai bộ E2XL cho em nhá tình yêu nhá. Ok chị Lê Thị Hương, em chốt chị Lê Thị Hương mẫu 03 size L nha. Chị Lê Thị Hương 03 size L màu kem. Chốt cho chị Lê Thị Hương nha. Chị Hạnh Nguyễn, mẫu 08 sáng nay còn không em? Không nhớ luôn mẫu gì luôn các tình yêu ơi, không nhớ luôn ạ. Một lát nữa những cái mẫu nào còn thì em sẽ like hết các tình yêu nhá. Chiều nay cố gắng like hết tất cả các mẫu nha. 1m55, 51 cân mặc size gì ạ? Chị yêu mặc size L cho em nhá, chị Nguyệt Phan nhá. Bộ em đang mặc bao nhiêu? Bộ em đang mặc là 140.000 các tình yêu ơi. Bộ em đang mặc là 140.000 có hai màu nhá. Là màu em đang mặc là màu cam, màu xanh, sáng nay em like rồi đi ạ. Có quần đùi các tình yêu nhá, có quần đùi ạ. Đây nha, bộ em đang mặc
để chị bộ với. Chị Hương Thị ơi, chị đặt mà bộ như bộ bộ màu nào, mã nào, size nào thì comment chính xác cho em kèm số điện thoại nhá. Cho chị màu xanh size XL. Chị Khuê chị ơi, một bộ màu xanh nhé, chỉ còn size M, size 2XL thôi nha. Cho chị màu xanh size M03 nhé, dồn đơn. Ok, Chiến Lê nha. Ok, dồn đơn chị Chiến Lê 03 size M màu xanh nha. Đây nhá, cho chị Chiến Lê nhá, cho chị một bộ màu vàng sáng nay size L nữa. Chị Lê Thị Hường, hết rồi những tình yêu ơi. Sáng nay là còn XL. Sáng nay là còn bộ 2XL thôi nha, hết cái màu vàng size L rồi nha. Chị Khuê Trịnh ơi. Vâng ạ. Chị Khuê Trịnh ơi, mẫu này màu nè, mà màu bây giờ em sẽ ngồi đêm chốt đơn các tình yêu nha. Em sẽ ngồi đêm chốt đơn các tình yêu ạ. Các tình yêu của em mà chốt mẫu nào thì comment chính xác cho em này, mã sản phẩm kèm màu kèm size số điện thoại nhá. Những mẫu nào mà chỉ có một màu nhà em sẽ chỉ dơ một màu thôi, chỉ mặc một màu thôi. Còn những mẫu nào mà nhà em có 2-3 màu đấy thì nhà em sẽ dơ tất cả các màu lên nhá. Thì các tình yêu chốt cho em này, mã kèm màu kèm size số điện thoại cho em nha. Comment chính xác cho bộ comment thì mới được chốt đơn nha. Bộ cam chị đang mặc còn L không? Bộ cam đang mặc còn L nhá tình yêu Thanh Thanh nhá. Cho chị bộ 01 màu vàng sáng nay size L nữa nhé. Chị Thanh Thanh ơi, bộ 01 bộ cam của em đang mặc còn L nhá tình yêu nhá. Bộ cam đang mặc còn size L, XL và 2XL cho em nha. Đây nhá, bộ cam nhà em còn size L, XL và 2XL các tình yêu nha. Bao nhiêu vậy? Một bộ em đang mặc có giá là 140.000 các tình yêu nhá. 140.000 giá như là 329.000 nha. Bộ cam có XL chị Nguyễn Hoa Hồ nha, giá bao nhiêu chị? Giá là 140.000 các tình yêu nhá. Giá như là 329.000 cho em nhá. 329.000. Dáng áo này là dáng áo có đường khuyết ở cổ nhá. Có đường khuyết ở cổ và có ba chiếc cúc nhá. Tay khuyết vai cực kỳ đậm đà nhá. Quần ống côn đến quần ống côn lực cho em nhá các tình yêu nhá. Chốt cho em này. Bộ chị Liễu Hà ơi, bộ màu xanh thì em chỉ có size M, size 2XL thôi ạ. Không có size XL nhá tình yêu nhá. Giá là 140.000 chị Thanh Thanh nha. Không miễn ship chị Nguyễn Hà Hồi nha, không miễn ship ạ em ơi. Chị đó size M02 màu đỏ sang, size L màu vàng, chị sợ mặc không vừa. Chị Trang Trinh cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu tình yêu ơi? Tình yêu Trang Trinh cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu cho em cái chiều cao cân nặng để em tư vấn nào. Bộ em đang mặc là 140.000 tình yêu nhá, 140.000 ạ. Nhân viên nhà em thì đang chốt đơn buổi sáng cho các tình yêu rồi, vậy nên là em sẽ ngồi đêm live stream cho các tình yêu nha. Đây nhá, bộ em đang mặc đây các tình yêu nhá. Bộ em đang mặc dáng đứng đây các tình yêu nhá. 140.000 cho em nha. 329.000 còn 140.000 cho em các tình yêu nhá. Hai bộ không biết ship tình yêu Lê Hiền nha. Những cái bộ này là nhà em xả hộ công ty các tình yêu nhá. Xả phi lợi nhuận thôi ạ. Vậy nên là nhà em sẽ không biết ship các tình yêu nhá. Đặt 1 hay 10 bộ thì phí ship chỉ có là 30.000 thôi nhá. 30.000 cho một đơn hàng cho em nhá. XL 57 cân vừa không? Chị Nguyễn Hà Hồi ơi, 57 cân và XL cho em tình yêu nhá. Mẫu em đang mặc là có hai màu tất cả nha. Mẗi năm mặc là có màu vàng, màu cam, mà em đang mặc là màu xanh các tình yêu nhá. Còn màu xanh nữa đây ạ. Màu xanh này thì nhà em còn một bộ M và hai bộ size 2XL các tình yêu nhá. Một bộ M và hai bộ size 2XL. Bộ size 2XL thì sẽ dành cho những người nào trên 60 cân cho em các tình yêu nhá. 1m 55 nặng 51 cân. Chị Trang Trinh 1m 55. Một mét năm năm 51 cân tình yêu mặc size 1m55 51 cân mặc size L cho em nhé tình yêu nha. Mờ thế ạ? Chị yêu ơi, chị Vân Anh em tư vấn là chị chỉ mặc mờ thôi bởi vì cái mẫu này phong xuông cho em nha. Chất này là chất liệu lanh xước cho em các tình yêu nhá. Xanh có 2XL nha chị Nguyễn Hà Hồi nha, xanh có 2XL cho em nha. Mút chị ngồi lên. Đứng đây nào. Đứng đây nào. Đứng đây nào. Giá 140.000 cho em chị Nguyễn Hạnh nha. 1m52 là 54 cân. Tình yêu mặc size L cho em chị Thức Nguyễn nhá. Chị xanh 2XL và XL. Chị Nguyễn Hồng Hồi ơi, xanh nhà em chỉ có một bộ 2XL thôi nha. Bộ XL nhà em không có nha.
chốt một bộ là size 2, chốt một bộ size XL thôi thì để lại cho em là bộ xanh 2L kèm size số điện thoại cho em nhá. Bộ 03 màu xanh kèm size 2L kèm số điện thoại cho em chị Nguyễn Hồ nhá. Bộ xanh XL này không có, chỉ có bộ 2L thôi. Xanh 2L và XL. Mẫu này mẫu 03 cho em nhé tí yêu nhá. Em đổi 02 đỏ sang cam 03L cho chị nhé. 02 đỏ sang. Ok tình yêu nhá. Em đổi sang màu cam 03L cho tình yêu nhá. Em đổi chị Trang Trinh nhá. Vậy đổi cho chị bộ xanh size L nhé, vì lúc nãy chị chốt XL rồi. Cái gì nhỏ chị Thúc Nguyễn, vậy đổi cho chị bộ xanh size L nhé, vì lúc nãy chị chốt XL rồi chị Thúc Nguyễn. Chị Thúc Nguyễn ơi, chị chốt bộ nào size XL chị Thúc Nguyễn ơi. Vân Anh cho chị một áo phông màu hồng size XL nhé. Em cho chị Trần Thanh rồi nha. Em cho chị Trần Thanh mẫu áo phông size XL rồi nha. Đẹp luôn đấy thế. Giá là 140.000 mỗi năm mặc các tình yêu nhá. 140.000 mỗi năm mặc cho em nhá. Sớ đi, mặc một chị mặc một bộ đấy, mặc bộ sớ đi chị. Vâng, hoặc là quần ngố này. Áo như em thì mặc quần nó cũng như thế. Bao nhiêu bộ vậy? 03 cam còn mờ không? Còn chị xâm đẳng nha. 03 nhà em còn mờ, mẫu em đang mặc các tình yêu nhá. Còn một bộ size màu duy nhất thôi ạ. Bộ xanh em mặc ấy. Bộ xanh em đang bộ sang em đang mặc ấy, bộ em đang mặc là bộ 1K mà tình yêu ơi. Comment chính xác cho em là tình yêu Thúc Nguyễn ơi. Bộ đang mặc bao nhiêu vậy? Bộ đang mặc là 140.000 cho em nhá. Trang Trinh đổi chốt cho em 02 size M. Không, 02 còn M đấy. 02 còn M. Ok thì Vân Minh để lại số điện thoại cho em nhá. 02 là cái mẫu bếp lung đỏ ấy. Còn Trang Trinh đổi đây. Chị Trang Trinh đổi sang 03L này thì chốt cho chị Vân Đỗ. Không, chị Vân Minh để lại số điện thoại cho em nhá. Trong này không có đơn của chị Trang Trinh. À đây. Đổi sang 03L. Có quần đùi mới về không? Chị ơi không có quần đùi nhá. Chị Vân Minh ơi, chị để lại số điện thoại cho em thì em đổi cho nhá. Chị Vân Minh để lại số điện thoại cho em để em chốt nhá. Em không hay hơn rồi. Chị Thiên Nguyễn 03 size L dồn đơn nhé. Ok, Thiên Nguyễn 03 size L dồn đơn chị Thiên Nguyễn nha. Chốt cho chị Thiên Nguyễn này. Các tình yêu ơi chốt bình tĩnh cho em nhá. Chị Vân Bình, ok chị Vân Bình có số điện thoại rồi. Chốt chị Vân Bình mẫu 02 size M nha. Chốt cho chị Vân Bình mẫu 02 size M và bà chị Trang Trình vừa đổi nha. Chị Thu Hương là gọi cho bọn em rồi, em gọi cho chị Thu Hương mấy lần không được rồi. Màu vàng xinh lắm chị ạ, nhìn hoa vậy mà bằng hoa nét dã man luôn. Chị Hương Thu ơi, chị để lại số, chị Hương Thu ơi nghe điện thoại cho em đi. Nếu không thì nhà em sẽ hủy đơn cho chị của chị Hương Thu đấy ạ. Bởi vì em gọi cho chị Hương Thu không được nha. Bộ như em đang mặc nhưng màu xanh ấy đổi cho chị sang size L nhé. Bộ màu xanh nhà em chỉ có size M với size 2XL thôi tình yêu nhá. Chỉ có size M và size 2XL nhá. Em giờ chị xem lại màu xanh một chút. Ok chị yêu Nguyễn Hoàng Hồi nha. Đây mẫu em màu xanh đây tình yêu ơi. Mẫu của em màu xanh đây. Mẫu cam em đang mặc đi. Vân Anh đứng lên mình xem bộ đang mặc với. Chị An Thu Hằng là chị bằng em đấy. Chị mặc XL cho nó đẹp. Đây nhá, màu xanh đi nhá tình yêu nhá. Màu xanh giống màu của em đi nhá. Khác nhau mỗi cái màu thôi. Còn họa tiết giống y như nhau nhá. Mẫu này em còn một bộ size M và hai bộ size 2XL các tình yêu nhá. Hết M, hết L, V, XL rồi. Vậy cho chị màu như em đang mặc size L nhá. Ok chị Thức Nguyễn ạ, em chuyển đơn cho chị Thức Nguyễn rồi đấy ạ. Em đổi chị sang size L mẫu 03 rồi đấy nhá. Chị Thức Nguyễn là vừa rồi chốt 02 size M, bây giờ chuyển sang 03 size L. Chị
50 cân, cao 1m53, tình yêu mặc size M chị. 1m53 50 cân. Tình yêu mặc size M cho em chị Nguyễn Phương nhá. Tình yêu mặc size M cho em nhá. Nhưng mà mẫu này size M nhà em hết rồi nha các tình yêu nhá. Chị ơi, chị cũng tìm lát đánh cho cái Nga nó bảo nó xem. Xanh size 2XL. Ok, chị Nguyễn Hồi cho chị Nguyễn Hồi cho chị. Nhìn cái trang này này, Nguyễn Hồi vừa mới cho thôi. Ok, chị Nguyễn Hồi nha, cho chị Nguyễn Hồi size XL nha. Cho chị Nguyễn Hồi này. Chị Thúc Nguyễn ơi, để lại số điện thoại cho em đi chị Thúc Nguyễn ơi. Để lại số điện thoại cho em nha. Bao tiền chị ơi, chị Nguyễn Hạnh ơi, 140.000 mỗi em năm mặc các tình yêu nhá. Mỗi năm mặc còn size XL và 2XL nha. Hết ML nha các tình yêu nhá. Mỗi năm mặc hết ML nha các tình yêu nha. 03 size M cam nhé. Tình yêu trong đặng ơi, 03 size M nhà em hết rồi tình yêu nhá. Chị Hương Thu ơi, chị không nghe điện thoại là nhà em không chút đơn đâu ạ. Váy vậy bao nhiêu tiền vậy em? Chị yêu Nguyễn Phương ơi, mẫu em là 140.000 cho em nhá. Ok, chị Thúc Nguyễn em chốt đơn chị Thúc Nguyễn rồi nha. Chị Thúc Nguyễn là mẫu em L đúng không? Đúng hả? À. Chị Thúc Nguyễn á, chị Thúc Nguyễn cái gì ấy? Em quên. 03 size L đúng không? 140.000 cho em nhá, các tình yêu nhá. Bộ em đang mặc 140.000 nhá. Bộ 03 size XL màu xanh. Chị Phương Thành ơi, bộ 03 size XL. Size XL màu xanh nhà em chỉ còn một bộ size M và một bộ size 2XL, các tình yêu nhá. 2XL cho những người trên 60 cân cho em đi ạ. Chỉ 55 cân nhưng 3 vòng 95 82 92 vừa 2XL không? XL thôi. XL thôi, chị Hoa 95 85 92. XL đây, đây này. Để tao 92 này. Tình yêu Nguyễn Hồ em mặc XL cho em. Đây là bộ Thanh mặc ạ. À. Chị Nguyễn Hạnh ơi, bộ chị Vân Anh đang mặc cũng 140.000 cho em các tình yêu nhá. Chị một váy và một size L như chị một váy và một bộ size L như em đang mặc. Ok, Tức Nguyễn ơi, chị Thúc Nguyễn sáng nay có váy. Chị Thúc Nguyễn này, chị Thúc Nguyễn này này, chị Thúc Nguyễn lấy một cái đỏ cam của chị này. Đóng rồi á. Các tình yêu ơi, đơn sáng nay của chị Thúc Nguyễn thì nhân viên nhà em đã đóng rồi nha. Em đưa rồi cho chị Thúc Nguyễn sang đơn sau nha. Thế chị mặc size M màu xanh vừa không chị Nguyễn Phương? Không vừa đâu tình yêu ơi, chị phải L cơ. Chị Hoa Hồi mặc size XL thôi nha. Chị Nguyễn Hoa Hồi bộ của Nga mặc XL thôi. Chị Nguyễn Phương là cao bao nhiêu nào bao nhiêu? Chị ơi, ngực em đang nuôi con thơ là 92 nhưng em mặc khỏi rộng thoải mái lắm. Đây. Đây nè. Đây nha, rộng lắm chị ạ. Mà áo rộng thoải mái luôn mà bụng em 90, mông em 100. Nói thế cho nhanh, đang 62 cân các tình yêu ạ. Em là chị Nguyễn Phương ơi, 50 cân và 1m53 mặc vừa size M chị nhỉ? Nhờ. 50 cân 1m53 mặc vừa size M nhỉ? Ok, chị Nguyễn Phương cho chị Nguyễn Phương size M màu xanh nha. Có lại số điện thoại đi. Chị Nguyễn Phương để lại số điện thoại cho em chị Nguyễn Phương ơi. XL sợ chật ngực em ạ. À. Chị Vân Anh em là ngực là hiện tại bây giờ đang là 100 các tình yêu nhá. 92. 92. Chị 95 mặc vừa mà chị. 92 mà em chưa mặc áo con thì em Vân Anh xinh xong nhìn béo đẹp thế. Chị đẹp các chị yêu. Gái một con trông mòn con mắt bây giờ, gái hai con trông lòi cả mắt ra các chị yêu à. Chị nặng 53 cân, cao 1m58 mà chốt 2XL thì rộng à em. Đúng rồi chị ạ, à. 53 cân 1m58 chị mặc sang size L cho em thôi. Chị sợ XL bộ lanh sẽ rộng, đổi sang size L cho chị đi. Chị Thức Nguyễn sao nhỉ? Chị chẳng biết rồi. Chị Thức Nguyễn từ nãy giờ em giải quyết đồng chị Thức Nguyễn em chả hiểu lắm đâu, chị một bộ như chị Vân Anh đang mặc nhưng size M. Ok chị Ngọc Lưu Hoàng nha. Em ghi ở trong đơn này là chị Thức Nguyễn size L rồi nhá, chị Thức Nguyễn nha. Em ghi là size L rồi đấy ạ. Hoặc chẳng biết là chị lấy bộ nào. Không mẫu mà. Màu đỏ của em này, mẫu màu cam của em đang mặc hiện tại là còn size XL, size 2XL các tình yêu nhá. Mẫu em hiện tại là còn size L, size XL, size 2XL các tình yêu nhá. Không có tình yêu nào chốt mẫu 03 nữa thì em xin đi chuyển mẫu với tình yêu nhá. Em sẽ xin đi chuyển mẫu sang mẫu khác với tình yêu nhá. Cho chị bộ 03 đang mặc XL nữa. Ok chị Nguyễn Hồ nha.
chị Nguyễn Hà Hồi nha, dồn hơn chị Nguyễn Hà Hồi nha. Chất vải lanh xước không co không nhăn cho em có tíu nha. Em đảm bảo các chị yêu này, chất lanh xước không co không nhăn cho em có tíu nha. Rất là đẹp luôn này. Chị Nguyễn Hà Hồi lấy cái gì nhỉ? Chị Nguyễn Hà Hồi em không biết đó. Em thấy chị dồn đơn thêm XL03 thôi. Chị Nguyễn Thu Hương ơi, khi nhà em chốt đơn cho chị 2XL hết rồi. Giờ phải hủy đơn vay lanh chị vào 2XL. Các tình yêu ơi, các tình yêu nha. Tình yêu nào mà mặc đồ GDA rồi thì vui lòng kích lên một size cho em khi mà mặc bộ đồ lanh. Còn tình yêu nào mà chưa rõ chiều cao cân nặng của mình, comment cho em chiều cao cân nặng kèm số điện thoại chiều cao cân nặng ra để nhà em chọn size các tình yêu nhá. Tránh trường hợp là chốt nhầm size rồi một lát nữa không vừa sẽ làm mất đi rất là nhiều cơ hội mua hàng của các chị khác nha. Linh ơi, có mẫu khác chuyển đi em, có rất nhiều mà em chuyển mẫu các tình nhá. Bao nhiêu tiền một bộ em ý? Chị Anna Trần ơi, bộ em là 140.000 tình yêu nhá, 140.000 bộ em đang mặc nha. Xem váy lại đi. Nhém hết váy các tình yêu ơi, nhém hết váy nha. Bây giờ em chuyển xin đi chuyển mẫu các tình yêu nhá. Lát lại chốt. Chốt rồi nhưng mà chỉ còn 2XL rộng. Tùy được mẫu mang lên cho em. Đây có chị nào mà gỗ như em không có chị yêu ơi. Ngại quá, xấu hổ quá rồi đi. Ngại đi, bộ của em là 140. Bộ em là 140.000 nha các chị yêu ơi. 140.000 một bộ của em đây ạ. Em 63 cân em mặc XL thôi. Chị nào mà bằng cân thì em mặc XL là ok. Các chị bằng 58 cân cũng mặc XL thôi nha. Chị sợ không vừa đâu. 1m56 mà 57 cân. Mặc L thôi chị ơi. Ok chị Thu Hương. Chị Thu Hương ơi, lát em gọi lại chị nhá. Chị Đặng Mùi 1m55 mà 57 cân, mặc L cho em nha. Chị Đặng Mùi nha, mặc L nha. Chị Đặng Mùi mà lấy thì để lại số điện thoại cho em nha. Bộ của em ai chốt không không chị yêu? Chị Hiền Phạm, ok chị, chốt bộ Vân Anh mặc. Mặc vừa mờ nha chị yêu nha. Cái ngài nhà em có 49 cân mà nó cao 1m65 ấy chị ạ. Chắc chắn là vừa. Em nặng nhưng mà được cái em cao nên là chắc là em mặc cũng dễ các chị yêu ạ. Chị An Thu Hằng mặc XL thôi nha. Chị An Thu Hằng mặc XL thôi. Chị Đặng Mùi lấy cái gì đây? Chị Đặng Mùi size L đúng không? Cái này có khách chốt rồi chị ạ. Cho chị Đặng Mùi 03 size L nha. Ngay 03 size L có đâu? Không rồi, hết rồi. Chị Đặng Mùi em xin lỗi, 03 size L hết rồi nha. Chị đổi sang bộ khác cho em nha. 105 thì là bộ gì? Chị An Thu Hằng mặc size XL nha. Chốt mẫu nào thì để lại thông pháp cho em nha. Ok chị Anna Trần. Chốt cho chị Anna. Chốt cho chị mẫu của chị em. Để biết hả? Hay là của mình em chốt biết không? Không biết phải được ném ra. Không em có nhá chị Nguyễn Hoa Hồi nha. Bộ em mặc có XL nha. Ngay cho em. Rồi,
tao chốt được 1.000 này xem nào. Hôm nay em bán lỗi chị ạ, phải bán rồi cho đấy. Đây là hàng công ty giả về nó xuất bao nhiêu bán bao nhiêu. Sao lại bán bao nhiêu nha? 130.000 của Metro. Bộ 105 là bộ quần đùi. Em nhập. Chứ là xả còn mấy bộ hàng hè là công ty cho giảm thì em bán. Đâu chị ơi, chị chốt bộ của chị từ đâu đấy? Chị chốt từ đâu ấy ạ? À? Bộ Vân Anh đang mặc XL từ chị Hiền Phạm à? Các tình yêu ơi, chị một bộ như Vân Anh đang mặc này từ chị Ngọc Lưu Hoàng nhá. Em bắt đầu chốt hàng từ chị Ngọc Lưu Hoàng size M nhá. Chốt cho chị Ngọc Lưu Hoàng size M cho em nhá các tình yêu nhá. Chị ơi, chị đọc cho em nào. Chị cho chị mượn cái điện thoại. Chốt cho chị Nguyễn Hạnh là bộ em mặc size M nhá. Chốt cho chị Nguyễn Loan bộ em mặc nha. Đây là 125.000. Đây. À không, cái đấy là của cái Linh. Đây. Mà chị chả biết đâu. Của khách chốt được giá gì? Chốt giá hết rồi. Cái gì? Đây, 105. Chị Liễu Hòa. Em bắt đầu chốt đơn cho các tình yêu ơi. Chị Liễu Hòa là chốt đơn cho nhà. Các chị nào mà chốt đơn thì bảo tồn đơn cho em nhá. Chị Liễu Hòa. Chị Liễu Hòa là cái gì đấy? Chị ơi, từ đây là chị chốt Thùy Nga rồi đấy chị ơi. Từ chị đấy, từ chị Thúc Nguyễn này. Chị đấy, từ Ngọc đây là Ngọc này, Ngọc này đấy. Ngọc Liễu Hoàng à, Ngọc Liễu Hoàng này. Chị Ngọc Liễu Hoàng này. Có chính là áo không ạ? Ok, chị máy của anh Kiên xem cái comment á. Vâng. Em bắt đầu em chốt đơn cho các tình yêu ơi. Em chốt chị Ngọc Lưu Hoàng size M này. Lê Thị Hương à? Bộ như của chị Vân Anh đang mặc là các tình yêu chốt bộ của chị Vân Anh thì chốt là bộ của chị Vân Anh nhá. Chị Lê Thị Hương ơi, để lại số điện thoại cho em nhá. Chị Lê Thị Hương để lại số điện thoại cho em nhá. Một bộ XL là bộ của em đúng không? Vâng. Chị ơi, bộ Vân Anh làm mà còn không ngại còn nhá, chị nhá. Lê Thị Hương là chị Lê Thị Hương ơi, cho em xin số điện thoại đi chị Lê Thị Hương ơi. Chị Thu Hương, vậy đổi bộ Vân Anh đang mặc XL nhé. XL dồn đơn buổi sáng. Ok chị Hiền Phạm, chốt cho XL chị Hiền Phạm này. Em bắt đầu em chốt đơn mẫu của chị Vân Anh đang mặc, em chốt cho chị Hiền Phạm nha. Chốt cho chị Hiền Phạm và chị nào để lại cú pháp chính xác em mới chốt nha. Các chị ơi, các chị mà lấy bộ của em thì bảo là bộ Vân Anh nha, còn lấy bộ của Nga thì bảo là bộ 04 thì yêu nha, đỡ nhầm lẫn nha. Chị Khải Giang là 04 dồn đơn sáng và vừa rồi là 04 của Nga đúng không ạ? Chốt lại thêm một lần nữa nha. Chị Nhung Nguyễn cũng vậy nha. Chị An Thu Hằng 1m6 1m62 62 cân, tình yêu mặc size XL cho em, size XL hay XL? 1m62 62 cân size XL nhỉ? Chị mặc có rộng không? Mà mông tao chăm, đùi tao to mà chị đi rồi. Ok chị An Thu Hằng, chốt cho chị An Thu Hằng size XL cho em nhé, tình yêu An Thu Hằng nha. Chốt chị tình yêu An Hoàng size XL nha. Chị đang mua để lấy số điện thoại chốt cho chị một bộ N5 mặc size XL, chị An Trần. Chị An Trần ơi, bộ của chị Vân Anh đang mặc size XL hết rồi các tình yêu nhá. Bộ của chị Vân Anh hiện tại là còn M, L và 2XL thôi nha. Cho chị mẫu em mặc size XL nữa nhé. Chị Bích Vũ ơi, XL hết rồi, cho chị bộ Vân Anh đang mặc size M nhá. Ok chị Nguyễn Hạnh nha. Ok tình yêu Nguyễn Hạnh, chốt cho tình yêu Nguyễn Hạnh bộ size M của chị Vân Anh đang mặc nha. Đổi cho chị mẫu 01 sang mẫu Vân Anh đang mặc size XL nhé. Thế cho chị XL em đang mặc rồi, KXL, ok. Ôi nhiều đơn quá. Chị An Na Trần ơi, chốt áo ren nữa thì một lát nữa nhân viên nhà em gọi điện rồi chị chốt đơn cho em nhé chị An Na Trần nha. Cho chị M04 size XL nhé. Ok chị khuya chỉnh nha. Mày cầm cái gối đây mình nhiều ngồi chị đấy.
mẫu của em hay chốt mẫu của chị Vân Anh thì comment chính xác cho em nhá. Các tình yêu nào mà chốt mẫu của chị Vân Anh thì comment cho em này. Mẫu Vân Anh đang mặc kèm size số điện thoại nhá. Chốt mẫu em là chốt mẫu 4 kèm size số điện thoại các tình yêu nhá. Mẫu em đang mặc là họa tiết giống như từ đầu đến giờ các chị yêu nhá, cũng khách vai và khách ngực nhá. Mẫu này mẫu 04 cho em các tình yêu nhá. Cho chị M04 size XL. Ok, quy trình này cho chị quy trình size XL mẫu 04 nhá. Không phải có số lát thì chị lấy số cho. Đơn của chị gửi sau đi. Em đã đòi em chốt mẫu 04 nhá tình yêu nhá. Mẫu 04 hình của em là có size M, L, XL, 2XL nhá tình yêu nhá. Chốt cho chị khuê chị 04XL này. Còn bộ đùi không em? Còn cho chị tham khảo thuận ơi. 04 size M. Ok chị Lê Thị Ngân 04 size M cho em nha. Em đọc tên của ai là em chốt cho người đấy nhá tình yêu nhá. Chốt cho chị Lê Thị Ngân nha. Mẫu 04 size XL. Ok Thoa Lê chốt cho chị Thoa Lê mẫu 04 size XL nha. Bộ của chị đang mặc đây. Còn nhiều vậy còn. Ok chị Nhâm Nguyễn nha, cho chị Nhâm Nguyễn em lên cho anh mặc nha. Ok cho chị Thoa Lê mẫu 04. À chị Thoa Lê chưa để số nọ cho em chưa chốt đâu. Chị Nguyễn Lan bộ Vân Anh đang mặc size XL. Ok chị Nguyễn Lan nha. Chị Hoa Hồi nha. Ok chị Hoa Hồi em chốt chị rồi nha. Chị Tuyết ơi, chị cho em một điện thoại của chị được không? Điện thoại của anh xem được có 5 comment rồi thôi. Không xem được comment được trước. Thế á? Em chả nhìn thấy comment mà em chốt đơn không? Xem máy tính kiểu gì được, còn ném ra cơ mà. Chị ơi, từ nãy giờ em chưa bắt ra một mẫu nào đâu. Chị khuyên Trịnh ơi, cho em xin số điện thoại chị khuyên Trịnh đi ạ. Chị khuyên Trịnh ơi, cho em xin số điện thoại chị khuyên Trịnh nha. Chị Khải Giang ok, chốt đơn chị rồi nha. Chị Chiến Lê 04 say mở dồn đơn. Chiến Lê à? Chị ơi, từ nãy giờ em chưa chốt cho ai đâu chị ạ. Từ nãy em chả chốt đâu cho ai cả. Rồi ơi. Bộ đang mặc chất vải và chất lanh xước cho em các tình yêu nhá. Chất lanh xước cho em nha. Nguyễn Lan bộ Vân Anh đang mặc size XL. Nguyễn Lan bộ chị Vân Anh đang mặc hết XL này nhá các tình yêu nha. Bộ chị Vân Anh đang mặc còn ML và 2XL nha. Ném mẹ bê cái chồng này vất gọn vào đây đi, chồng này đã mặc không? Lấy ghế không nhìn thấy comment mà cũng không nhặt được quần áo. 04 size M. Ok chị Vân Bình 04 size M nha. Ok chị Thương Kiều nha, cho chị 04 M 04 của em. 04 còn 1 M của em đang mặc nữa. Chị Vân Bình 04 size M này. Chị 04 size M dồn đơn sáng và giờ 2 bộ nha. Ok chị Khải Giang. Vậy là 04 size M nhé. Em chốt từ chị Khải Giang là hết M nha. Chị Thương Kiều ơi không còn M nha. Khải Giang đó. Đây. Chị Thương Kiều ơi hết rồi nha. Bộ Vân Anh đang mặc XL và cam 3XL. Cam 03XL. Ok chị Nguyễn Hà Hồi cho chị bộ Vân Anh đang mặc size M. Ok chị Lan Anh nha. Vậy là bộ của chị Vân Anh đang mặc hết L các tình yêu nhá. Bộ chị Vân Anh đang mặc hết L nha. 4 bộ Nga nhé. Ok chị Nhung Nguyễn nha. Xem bộ của em á.
Bộ chị hết M rồi. Bộ chị hết M, bộ em hết M rồi. Em chốt cho chị Nhâm Nguyễn rồi, chị Nhâm Nguyễn có size M rồi nha. Chị Chiến Lê ơi, không, 4 size M hết rồi, chị Chiến Lê nha. Chị Nguyễn Thủy ơi, bộ em hết size M rồi nha. Chị Lê Thị Ngân, bộ em hết size M rồi nha, hết rồi đúng không? Chị Trang Trần hết size M rồi này, chị Nguyễn Bích Liên hết size M rồi này. Nguyễn chị là cho chị mẫu 04 size M, cho chị cả một áo ren tay dài màu đen. Chị Thương Kiều ơi, mẫu 04 size M hết rồi chị yêu nha. Ok, chị Bích Vũ mẫu 04 XL. 140. Đây à chị? Có. Bộ em đang mặc là 140.000 chị nha. Tình yêu ạ. Mẫu của em là mẫu 04 cho em các tình yêu nhá. Mẫu 04 cho em ạ. Mẫu chị Vân Anh thì em còn size L và size 2XL các tình yêu nhá. Hết M và XL nha. Bộ của em thì còn L XL à? Bộ của chị thì còn 2XL. L với 2XL. Thương Kiều, thế cho chị L cũng được. Ok chị Thương Kiều. Thương Kiều là lấy mẫu nào nhỉ? 04 hay L rồi? À 04 còn L. 04 còn L. Chị Thương Kiều 04 L á? Ok, cho chị Thương Kiều 04 L nha. Tình yêu nào chốt? Các tình yêu ơi, mẫu 04 à, mẫu 04 của em thì còn size L, XL và 2XL nhá. Còn mẫu của chị Vân Anh thì còn size L, size 2XL thì các tình yêu nha. Áo ren của em thì 2 hôm nữa mới về chị Thương Kiều nhá. Em mới lấy hàng nhưng mà hết hết rồi. Chị Nguyễn Trọng 04 sẽ L dồn đơn cho chị. Chị Nguyễn Trọng gọi được chưa Linh ơi? Được chưa? Ok, cho chị Nguyễn Trọng sẽ L 04 nha. Ok, cho chị Nguyễn Trọng này. Chị Nguyễn Trọng 0983887136. Chị Lê Hải, chị bộ này sẽ L. Chị Lê Hải ấy chốt mẫu 04 này, chốt mẫu của chị Vân Anh, viết rõ cho em nhá. Em có chị Lan Huy ạ. Máy công sở con em like cái chị yêu nhỉ? Máy công sở con em like ạ. Chị Lan Huy ơi, mẫu 04 chị Lan Huy ơi, chị chốt mẫu nào chị ơi? Cho chị cả áo ren dài tay nữa, chờ gấp đôi chị. Ok, Thương Kiều chị nha. Chị Ngọc Lịu Hoàng ơi, size M chuẩn đấy chị Ngọc Lịu Hoàng nha. Chị Lan Huy 04 size, bộ em mặc size L. Ok chị Lan Huy nha. Chị Lan Huy, cho chị Lan Huy 04 size L nha. Chị cứ bảo là bộ Vân Anh mặc, em chỉ mặc có một bộ thôi mà. Chị Lan Huy 04 size L ạ. Số điện thoại này 0976 338 281. Bộ chị Nga mặc còn M không? Bộ em mặc là hết M rồi các tình yêu nhá. Bộ em đang mặc thì chỉ còn L, XL và 2XL các tình yêu nhá. L, XL, 2XL cho em, bộ 04 cho em nhá. 04 XL cho chị đi. Ok, chị Hành Nguyễn để lại số điện thoại cho em nhá. Rồi, Hành Nguyễn rồi mà. Chị Hành Nguyễn có rồi ạ. Ok, cho chị Hành Nguyễn size XL 04 nhá. Bộ 04 của em thì chỉ còn size 2XL các tình yêu ơi. L và 2XL nha các tình yêu nhá. 04 của em đây này. Chị Châu Vũ 04 size L. Ok Châu Vũ nha. Ok Châu Vũ 04 size L cho chị Châu Vũ nha. 0976 338 281. Chị chào chị yêu Trang Lý nha. Em xin chào 54 chị yêu đang xem nhá. Các tình yêu ơi, mẫu 04 của em này còn size XL. Còn size chỉ còn 3 bộ size 2XL thôi các tình yêu nha. Bộ 04 chỉ còn 3 bộ size 2XL cho những chị yêu nào mà có cân nặng tầm trên 60 cân cho em các tình yêu nhá. Chị đổi 03 size L ra 04 size L. Chị Thiên Nguyễn ơi, chị có lấy 03 nó không ạ? Bởi vì 04 nhà em hết lời nhá chị Thiên Nguyễn nhá. 04 hết lời nhá chị Thiên Nguyễn nhá. Một bộ của em đang mặc là 140.000 các tình yêu nhá. Em sẽ đứng lên cho các chị yêu thấy dáng này. 140.000 mỗi em đang mặc nha, cực đẹp luôn các tình yêu nhá. 140.000 mỗi em đang mặc cho em nha. Hai phần tay khoét vai này và phần cổ có khoét ngực nha các tình yêu nhá. Rồi đơn cho chị nhé. Ok chị yêu Hạnh Nguyễn nha. 140.000 nha các chị yêu ơi. 140.000 một bộ. Chị một bộ Vân Anh mặc 1m53 nặng 49 cân.
mặc mờ nhá, hết mờ chị Nguyễn Minh nhá. Chị Nguyễn Minh ơi, bộ chị Vân Anh đang mặc hết mờ nhá. Em chào chị Yêu Hương Giang Trịnh ạ. À. Em xin chào 49 chị yêu nhá. Không có chị yêu là chốt thêm mẫu 04 nguyên năm mặc lên thì em xin đi chuyển mẫu chị yêu nhá. Chị thích sớ không? Em mặc sớ chị xem nhá. Đọc lên còn L không? Hết L. M. Chị sáng lơ bao nhiêu? Chị Lộc Lê mà em hết L rồi, chị Lộc Lê 04 hết L rồi ạ. Còn bộ em đang mặc còn L thôi, chị có mặc không ạ? Đây bộ em đây nha. Bộ em đây nha. Bên kia đây, điện thoại bên kia này. Chị 04 XL tồn đơn. Hả? Ok chị. 04 chỉ còn 2L thôi, 3 bộ. Chị khuyên chị ơi, 04 không còn XL rồi nha. Chị khuyên chị ơi, 04 không còn XL nha chị nha. Dáng khớ và dáng nào nhỉ? Chị Đặng Hải Yến ơi, em chỉ còn bộ size L như em đang mặc thôi ạ. Chị nào chốt thì chốt luôn nha, còn bộ Nga thì hết rồi nha. 150.000 nha, ship 30.000 chị yêu nha. 04 XL còn không? 04 chỉ còn 3 2L thôi. Mặc cái màu nó khác. Chưa, chẳng có cái màu nó khác. Mặc cái pet lắm như thế. Chị Vân Bình chốt rồi nha, chị Vân Bình em chốt rồi nha. 04L hết rồi cho chị Nguyễn Nga nhá. Bộ Nga mặc hết rồi chị yêu nha. Bộ Nga mặc chỉ còn 2XL thôi nha. 3 bộ còn 2XL. Đùi. Đùi à? Bộ Nga mặc hết rồi các chị yêu ạ. Hàng này các chị đặt cố gắng là không đổi giá cho em các chị yêu nhá. Em bán là bán hộ công ty thôi ạ. Em nhập bao nhiêu công ty xuất cho em bao nhiêu thì em bán cho các chị bấy nhiêu luôn. Em chỉ ăn doanh số thôi, có nghĩa là doanh số công ty giả cho em thôi, còn em không ăn đầu khách hàng các chị yêu nhá. Không lấy của khách hàng một đồng nào hết đâu. Nên là chỉ là bán để mang tính chất là quảng bá thương hiệu các chị yêu nhá. Quảng bá thương hiệu thôi ạ. Còn em nhập em còn không nhập bằng cái giá mà công ty xả bây giờ đâu ạ. Nên là các chị nào chốt thì cố gắng chốt hộ cho em nhá. Ơ hay sáng nay nạp điện thoại đến thế? Sáng nay nạp đến đâu? Bắt đầu của em hỏi chứ chưa được về đúng không? Chưa. Anh Ngân Nga đâu. Mẫu tiếp theo cho em các tình yêu nha. Mẫu tiếp theo cho em nha. Mẫu tiếp theo của em là mẫu dáng đùi cho em các tình yêu nha. Đây nhá. Mẫu dáng đùi rất là đẹp các tình yêu nha. Mẫu này màu sắc cực kỳ là trẻ trung luôn nha. Form dáng rất là thoải mái luôn nhá. Mẫu này của em có giá là chị ơi, mẫu này bao nhiêu chị Vân ơi? Hai bộ không thấy shop gọi. Chị Liên Huy. Chị ơi, nhà em là chưa chốt hết cho các chị yêu được đâu. Nhà em chưa chốt hết cho các chị yêu được đâu, bởi vì là đơn của trưa nay nhà em ăn trưa xong cái là nghỉ ngơi một lúc là gọi luôn nhá. Từ lúc đấy đến bây giờ chưa chốt hết được đơn. Thế nên là các tình yêu của em này chốt đơn thì cứ bình tĩnh cho em các tình yêu nhá. Để ý điện thoại giúp em sau like để nhân viên nhà em chốt đơn nha. Chị Len Huy 05 size L dồn đơn. Ok, chị Len Huy 05 size L dồn đơn cho em nha. Ok chị không sao. Cảm ơn các tình yêu đã thông cảm cho em nhá, bởi vì là nhiều đơn lắm không chốt hết được trong buổi trưa ngày hôm nay. Ok, thì Vân Anh Nguyễn 0305 size M dồn đơn. Bắt đầu em chốt đơn nha, chị yêu nào mà để lại cú pháp chính xác cho em thì em sẽ chốt cho người đấy nha. 57 chị đang xem giúp em chia sẻ like các tình yêu ơi. Bắt đầu em chốt nha. Cái bàn này bàn. Ok. Trên bàn ai? Ê chị ơi, sao mong rồi? Trên bàn này em, trên bàn kia. Kia, để trên bàn. Đây.
chốt mẫu 05 nha các tình yêu nha. Em chưa chốt mẫu 05 cho một ai cả. Bây giờ em bắt đầu em chốt đây. Bắt đầu chốt chị Len Huy 05 size L dồn đơn này. Mẫu này là mẫu bộ đùi cho em nha các tình yêu nhá. Chốt chị Len Huy 05 size L này. Chị Vân Anh Nguyễn 05 size M này. Chị Vân Anh Nguyễn chị đọc số cho này. 0979162097 đúng chưa? Chị Vân Anh Nguyễn 05 size M này. Chị Nguyễn Nga 05 size M này. Nguyễn Nga này 0944771899 đúng chưa? 771899 05M. Ok chị Nguyễn Nga này. Có bộ nào lửng nữa không em? Thì Thảo Hoàng ơi, còn bộ lửng nhất tình yêu ơi nhá. Bộ lửng còn cho em nha. Một lát nữa em đã chốt bắt đầu chuyển sang bộ lửng nha. Mẫu này mẫu 05 nhá. Mẫu này mẫu 05 cho em ạ. À. Chị lấy 04 size L dồn đơn rồi mà. Chị Quế Trịnh ơi, ok Quế Trịnh nha. 05 size M dồn đơn lúc sáng. Ok Song Kiến nha. Chị Song Kiến để lại số điện thoại cho em đi chị ơi. Alo, ok có rồi. Chị Song Kiến ơi. Ok cho chị Song Kiến bộ của em 5 mặc size M nha. Vậy là bộ 05 hết M nha các tình yêu nha. Bộ 05 hết M các tình yêu nha. Đứng lên chị xem với em ơi. Ok chị yêu ơi, đây bộ của em 5 mặc nha. Bộ em 5 mặc đây các tình yêu nha. Bộ em 5 mặc đây nha. 05 của em hết M các tình yêu nha. Bắt đầu chốt từ L, XL, 2XL cho em các tình yêu nha. Chị ơi, Huy chị chốt hả? 04 ấy, Huy chưa? 04 size XL hết rồi. Ơ? À, không xem được comment nhiều nữa rồi. Anh dối, anh dối. Thiên lệ ạ. Nào, cho chị từ chị Song Kiến nhá. Chị Song Kiến ơi, bộ chị size bộ 05 size M nhà em hết rồi, chị Song Kiến nha. Bộ chị đang mặc là 120 bộ em đang mặc là 125.000 các tình yêu nhá. Bộ em đang mặc là 125.000 các tình yêu nhá. Bộ đùi có giá 289.000 sale của 125.000 các tình yêu nhá. Chị Song Kiến không? Chị Song Kiến hết mờ rồi. À, bắt đầu để comment cho chị DM về. Chị chả nhìn được cái gì nữa nào. Chị Thiên Nguyễn chị 05 size L dồn đơn. Ok, Thiên Nguyễn chốt cho chị Thiên Nguyễn 05 size L nha. Cho chị Thiên Nguyễn 05 size L nha. Chị Thiên Nguyễn dồn đơn mà. Biết là dồn đơn rồi đấy. Theo em viết khó nhìn thế. Nào lên tiếp đi em ơi. Chị 05 size M dồn đơn. Chị Ngọc Lưu Hoàng ơi 05 size M nhà em hết nha. Bộ này là 125.000 chị Lê Huy nhá. Lên nữa đi nào. Sớ đi em để kiếm bộ nước với chị Khải Giang nha. Bộ em đang mặc là 125.000 các tình yêu nhá. Bộ em đang mặc này chỉ còn size L, XL, 2XL các tình yêu nhá. Bộ em đang mặc chỉ còn size L, XL, 2XL các tình yêu nhá. Mẫu 05 em đang mặc nhá. Tình yêu nào chốt cho em thì chốt này. Mẫu 05 kèm size, kèm số điện thoại cho em nhá. Còn size L, XL, 2XL nhá. Hết size M rồi các tình yêu nhá. Size M là size bé nhất, rất là nhanh hết luôn. Đấy, màu rất là trẻ trung các tình yêu nhá. Mẫu này chất liệu lanh xước cho em nhá. Chất liệu lanh xước không co không nhăn cho em cái tím nhá. Em đảm bảo cam kết với chị yêu là cái giá này đầu mùa chúng em nhập về bán không được giá này các tình yêu nhá. Thế nên là đây là nhãn xả hộ công ty thôi. Chị yêu nào mà chốt mẫu nào chốt cho em nhanh tay này. Mã 05 kèm size em xuống rồi cho em nha. Không có chị yêu nào chốt thêm mẫu 05 em xin đi chuyển mẫu nha. 05 này em chỉ còn size L, XL và 2XL các tình yêu nhá. Cái 05 của chị mỗi 2M hả chị? Ừ? 05 của chị mỗi 2M. Mấy mẫu 05 của chị á? 1M chị đang mặc này. 2 ừ, 05 này có 2M luôn. Size to nhất là bao nhiêu? À, size to nhất đổi cho chị 05 size XL sang bộ lúc cọc lúc sáng vì cũng bộ không... Đổi cho chị 05XL sang bộ cọc lúc sáng vì cùng
mẫu bộ 04 vừa xong nhé. Chị ơi em không nhớ bộ sáng này là bộ gì đâu chị yêu ơi. Mà bây giờ không chắc là còn bộ sáng này đâu. Chị Nguyễn Trọng ơi chị một lát nhân viên nhà em gọi điện cho lại chị nha. Chị nào mà nhân viên nhà em đã gọi điện chốt thì chốt chắc chắn cho em đi chị yêu ơi. Size to nhất là size 2XL nhá, chuyển đùi đi em ơi. Mẫu em nằm mặc là mẫu đùi mà các chị yêu ơi. Mẫu em nằm mặc là mẫu đùi mà các chị. Chị HD Hải Tuyên hai bộ gì đấy chị HD Hải Tuyên ơi? Chị chốt hai bộ là hai bộ gì đấy ạ? Lý Bùi Thị à? Bộ dài màu. Bộ dài như này không? Không có nhá tình yêu ơi, bộ dài màu như này không có nhá. Màu chỉ na ná thôi. Chuyển màu khác size mỏm. Ok các tình yêu ơi, bây giờ em chuyển mẫu nha. Nếu không chị yêu nào chốt mẫu 05 nữa em chuyển mẫu nha. Bộ 05 này không chị yêu nào chốt thêm cho em nữa ạ. Bộ này em còn L, XL và 2XL các tình yêu nha. 125.000 mẫu này cho em nha. Mặc bộ sớ chị ơi. Bộ sớ là bộ nào nhỉ? Chị HD Hà Thị Tuyền này. Hai bộ 05 size L này. Ok chị HD Hà Thị Tuyền hai bộ 05 size L để lại số điện thoại cho em chị HD Hà Thị Tuyền ơi. Để lại số điện thoại cho em mới chốt đơn được nha. Chết rồi, bộ của chị bộ này size L có mỗi bộ thôi. Chị HD Hà Thị Tuyền ơi, mẫu của em chỉ còn một bộ thôi nha, một bộ size L thôi ạ. Chị HD Hà Thị Tuyên chốt thì để lại cho em cú pháp ok chốt nhá chị HD Hà Thị Tuyên nha. Mặc bộ đùi khác đi em. Bộ này của em là 125.000 các tình yêu ơi, 125.000 mẫu 05 của em nha. 1m58 là 58 cân, mặc size gì? 1m58 là 58 cân, mặc XL cho em chị Anh Hải nha. Hà Thị Tuyên không để lại số điện thoại à? Chị HD Hà Thị Tuyên để lại số điện thoại cho em với ạ. Ok các tình yêu ơi em chuyển mẫu nha các tình yêu nhá. Các tình yêu ơi thích mặc mẫu nào mặc tiếp tục cho các tình yêu ạ. Em đang xin đi chuyển mẫu các chị nha. Chị ơi chị HD Hà Thị Tuyên này dồn đơn với chị Nguyễn Thị Loan 09 bao nhiêu? Có chị Nguyễn Thị Lan thằng Anh không? Chị Anna Trần ơi, chị lấy bộ XL thì chị để lại số điện thoại cho em nhá. Chuyển sang mẫu sớm nhé.
ra mẫu sớ tí yêu nhá. Mẫu sớ này thì có size bé nhất là size L nha. Hệ không có size S, size M tí yêu nhá. Mẫu này không có size M là chỉ có size L, XL, 2XL thôi. 950 cân mặc size gì? Của chị Nga ấy. Mẫu em 49 nặng 50 cân. Thế thì không còn nữa. Chị Mix Trần ơi, chị mặc size M nhưng mà hết size M rồi chị nhá. Bạn cao bao nhiêu mà áo cảm thấy hơi ngắn ý? Các tình yêu ơi, em cao là 1m65 các tình yêu nhá, 1m65 cho em ạ. Không ngắn đâu các tình yêu nhá, không ngắn đâu ạ. Bắt đầu chuyển sang mẫu số 06 của em nha. Mẫu 06 của em có giá là 150.000 các tình yêu nhá. Giá đấy là 349.000 cho em nha. Giá đấy là 349.000. Bây giờ nhà em xả 150.000 nhá. Dáng áo này là dáng áo dáng quần ống sớ các tình yêu nhá. Đây này, áo có khóa các tình yêu nhá. Cực kỳ là xịn luôn các tình yêu nhá. Rất là xịn luôn này. Đấy, cởi mặc cái dáng này thì các chị yêu của em này mặc này tháo khóa. Có thể kéo cái khóa này và cho nó dễ mặc cái tình nhá. Áo là áo bô dông cho em nha. Áo bô dông quần sớ cho em nha. Quần sớ ạ, bản cặp đằng trước là bản cặp liền các tình yêu nhá. Bản cặp đằng sau là bản cặp chun cho em nha. Mà rất là thích luôn ạ. Mẫu 06 này nhà em có size L, XL, 2XL nhá. 05 size L chưa? Một cái rồi. Chị HD. Chị HD Hà Lệ Tuyên đây, 05 size L nhà em chốt được cho chị một chiếc thôi nha. Bắt đầu chuyển mẫu số 06 cho em nha các tình yêu nhá. 06 cho em nha, bắt đầu chuyển sang 06 cho em các tình yêu nha. 06 này là dáng quần sớ cho em các tình yêu nha. 06 sáng quần sớ cho em ạ. Bộ sớ còn màu gì nữa không? Các chị yêu ơi, em chưa kiểm tra ở đâu. Em sẽ like từng mẫu một thôi các chị yêu nha. Em sẽ like từng mẫu một các chị yêu nha. Bộ này là bộ 06 cho em nha tình yêu nha. Chốt cho em từ L, XL và 2XL các tình yêu nha. 06 cho em này. Chị nào chốt thì chốt này, 06 kèm size kèm số điện thoại cho em nhá. 06 kèm size kèm số điện thoại cho em ạ. 06L dồn đơn sáng, L08 chiều 03 và 08 nhé. Cái gì nhỉ? 06L dồn đơn sáng, L08 chiều 03 và 08 nhé. Ok, cứ chốt chị Khải Giang 06L đi. Ok, chốt chị Khải Giang 06L nha. Chốt chị Khải Giang 06L nha. Cho chị size XL mẫu 06 dồn đơn. Ok chị yêu ạ. Mẫu này là 150.000 các tình yêu nha. Ok, cho chị khuê chỉnh XL nha. Cho chị khuê chỉnh XL nha. Ok, thì Khải Giang 06 em biết rồi ạ. 06L dồn đơn sáng với 08 và chiều 03 và 06, ok. Ok, Khải Giang nha. Chị đã chốt mẫu này của em tiếp không ạ? Mẫu này em còn một bộ L, một bộ XL, một bộ 2XL dồn đơn và chị Nguyễn Thị Loan chị nhé. Em ghi số điện thoại rồi đấy. Ok, hát đây Hà Lý Tuyên nha. Các tình yêu ơi, mẫu 06 của em còn 1L, 1XL, 1XL các tình yêu nhá. Cho chị XL mẫu 06, ok chị Liễu Hòa nha. Cho chị Liễu Hòa XL mẫu 06 nhá. Vậy mẫu 06 em chỉ có duy nhất 2 bộ, 1 bộ L em đang mặc và 1 bộ 2XL nha. Bộ 06 em còn 2 bộ này, 1L, 1XL nhá. Tình yêu nào chốt cho nó cho em nha. Một bộ L, một bộ 2XL nhá. Dáng quần sớ cực kỳ đẹp luôn nhá. Hoa nhí tông màu cực kỳ tây luôn các tiếu nhá. Hoa nhí tông màu cực kỳ tây luôn nhá. Bao nhiêu cân mặc vừa size M? Chị Lê Tăng ơi, comment cho em chiều cao cân nặng em chốt đơn nha. Chị Nguyễn Bích Liên 06L dồn đơn. Ok, cho chị Nguyễn Bích Liên bộ em đang mặc nha. Vậy là bộ em đang mặc chỉ có bộ size 2XL các tiếu nhá. Bộ em đang mặc chỉ có duy nhất một bộ size 2XL thôi ạ. Bộ đây nó chỉ chị yêu nào cân nặng tầm trên 60 cân chốt nốt cho em cái mẫu 06 đi các tình yêu ơi. Chị 08 sáng L chiều 03 04 06 nhé, gộp đơn 1 nhé. Ok Khải Giang nhá, em đây chốt chị Khải. Ok chị yêu Khải Giang nha. Em đứng lên chị xem ok cần cũ nhá. Đây nha. Dáng của em đây nhá các tình yêu nhá, dáng của em đây ạ. Mẫu này em đang mặc L cho nên nó hơi rộng các tình yêu nhá. Mẫu này em đang mặc L nó hơi rộng ạ. Dáng này là dáng quần sớ áo khóa cho em các tiêu nhá, rất là xịn luôn nha. Đấy. 06 đùi hai bộ. Chị Hương Thu ơi, chốt đơn cho chị Hương Thu được cho em ơi.
Chị Hương Thu ơi, để ý điện thoại giúp em để nhân viên nhà em chốt đơn cho chị Hương Thu nha. 106 này, 2XL. Chị Hương Thu, không phải ghi đâu. Mẫu em đang mặc còn bộ duy nhất size L, tình yêu nào chốt thì chốt nó cho em, mà không có tình yêu nào chốt thì em lại đi chuyển mẫu tiếp tình yêu nha. Chuyển mẫu tiếp tình yêu nhá. Mẫu này còn 06 này còn một bộ 2L, chị nào chốt thì chốt nó cho chị nhá. Đâu? Mẫu này là 06 đùi cái thầy, 2XL 04. Không, chị nhận được áo rồi em. Chị Hà thì Thủy ơi nhá, nhận áo của em có ok không? Chị Hà thì Thủy ơi, chuyển mẫu nhá. Chim nhà em thì vào comment giúp em nhá, để trong thời gian đợi các chị Nga chuyển mẫu thì chúng ta có thể vào comment này và đặt các câu hỏi để em có thể tư vấn nhá. Chuyển bộ đùi giống lúc trước đi em. Chị ơi, nếu mà còn thì tí nữa chị Nga sẽ mặc lại mẫu bộ đùi nhá chị nhá. Còn bây giờ chị Nga đang chuyển một bộ. Chị yêu nào đang xem livestream thì có thể chia sẻ lên trang cá nhân của mình để mọi người có thể cùng mua bộ của quần áo giống mình nhá. Và bộ 06 của chị Nga vừa đấy còn một bộ này, size 2XL đấy ạ. Chị nào lấy không ạ? Chị nào lấy để lại số điện thoại để em chốt luôn với ạ. Em chào chị Minh Ngọc nhá. Các chị ơi, mình chia sẻ trên trang cá nhân của mình để mọi người có thể cùng mua quần áo với mình đi ạ. Có lên bộ được nữa không em? Nữa không chị ơi? Bao tiền bộ? Có lên lửng nữa không chị ơi? Lửng, tiếp tục lửng các tình yêu nha. Mẫu 07 lửng cho em các tình yêu nha. Kiểu này em cũng chưa biết các tình yêu nhá, em chưa biết ạ. Em sẽ like từng màu một các tình yêu nhá, chốt thì chốt chắc chắn cho em nhá. Em like từng màu một các tình yêu nhá. Không là rất là dễ bị lộn đơn. Ống sớ vẫn còn các chị yêu nhá. Ống sớ vẫn còn cho em ạ. Mẫu này 07 cho em các tình yêu nhá. Mẫu này mẫu 07 cho em nhá. Chị nào chốt cho em này 07 kèm màu kèm size số thoại cho em nhá. Bộ này có size ML XL cho em các tình yêu nha. Bao nhiêu một bộ vậy em? Chị Phương ấy án ơi, bộ em đang mặc là 130.000 các tỷ thôi nhá. Bộ của em đang mặc là 130.000 các tỷ thôi nhá.
Bộ của em đang mặc là 130.000 ạ. Vất từ đấy xuống, vất từ đấy, đây đây. Bộ của em là 130.000 cái tính thôi nhá. Bộ này là 130.000 cho em nha. Đây em đứng sáng các chị xem này. Bộ này là 130.000 cho em các tính yêu nhá. 130.000 cho em này. Mẫu 07 này chị yêu là chốt này, chốt cho em này. Mẫu 07 kèm size kèm số nói cho em nha. Mẫu này có size MLXL các chị yêu nhá. Mẫu này có size MLXL cho em ạ. Cho chị thêm một bộ 07 size L. Ok chị Anna Trần. Chị Anna Trần để lại số nói cho em nha. Các chị yêu mà dồn đơn cũng để lại cho em, cũng khác toàn là dồn đơn kèm số nói cho em nha. Là mẫu 07 dồn đơn kèm số nói cho em nha. Chị Anna Trần để lại số nói, em bắt đầu chốt nha. Nàng 56, nặng 56 cân, cao 1m56. Mặc size gì? Nặng 56 cân, cao 1m56, mẫu này mặc size nặng 56 cân, cao 1m56, mẫu này mặc XL chị nhỉ? Bép lung 56 cân, cao 1m56. 56 cân, cao 1m56. L á? Bà nội nhờ, bà ngoại mình là XL. Chị chị HD Thà Thị Tuyền này, 07 size L chị Phương Trinh mặc XL cho em, chị Phương Trinh nha. 07 size L dồn đơn vào cho chị Nguyễn Thị Loan nhé. Ok chị HD Hà Thị Tuyền nha. Cho chị HD Hà Thị Tuyền size L nha. Một bộ size L này. Chị Anna Trần, chị Anna Trần chốt 07 size L này. Trời ơi cái bộ này ít L lắm. Các tình yêu ơi, mẫu 07 của em chỉ có duy nhất một bộ size L thôi nha. Không chinh nhỉ. 07 size XL. Chốt nhá. Các tình yêu ơi, mẫu 07 nha, em có duy nhất một bộ size L thôi. Em chốt được cho chị HD Hà Thị Tuyên nha. À đây rồi, ok. Chốt cho chị yêu Anna Trần 07 size L này. Dáng chị Phương Trinh, ok 07 size L chị Phương Trinh nha. Ok chị Phương Trinh 07 size L nha. Vải này là vải lanh xước cho em các tình yêu nha. Vải lanh xước không co không nhăn. Không co, không nhăn cho em nha các tình yêu nha. Đây các tình yêu nha, mẫu 07 cho em này. Mẫu 07 này nhà em có tay MLXL các tình yêu nha. MLXL cho em mẫu 07 nè. Mẫu này chất liệu là lanh xước cho em các tình yêu nha. Một trăm ba nghìn các chị nhá, 130.000 cho em nha. 130.000 mẫu 07 cho em các tíu nha. 130.000 mẫu 07 cho em ạ. Tình yêu nào chốt thì chốt cho em này. Mẫu 07 kèm size số thoại cho em nhá. 07 kèm size số thoại cho em ạ. Không chốt nhanh là sẽ hết đi các tíu nhá. 34 chị yêu đang xem ạ. Chị yêu nào mà ứng mẫu nào chốt nhanh cho em đi ạ. Không chốt nhanh là hết các tíu nhá. Không chốt nhanh là hết đi ạ. Dáng áo bếp luôn mặc cực kỳ đẹp luôn. Dáng áo bếp luôn mặc cực kỳ đẹp cho em luôn các tính nhá. Dáng áo bếp luôn mặc rất là đẹp này, rất là treo bụng nha các chị yêu nhá. Rất là treo bụng luôn nha. Đầu mùa là nhà em bán mẫu này là 199.000 các tí yêu nhá. Đầu mùa nhà em bán mẫu này là 199.000 ạ. Bây giờ đầu mùa là nhà em cũng không nhập được với giá như thế này đâu. Các chị yêu nào mà chưa đặt được mẫu 07 của em này chốt nốt cho em nha. 07 size kèm số đưa cho em nha.
Không có tình yêu nào cho thêm mẫu 07 em xin đi chuyển mẫu tí nữa nha. 103. Chào chị Hà Mi Ngô, em chào chị Tùng Trần. Không có chị yêu đặt cho thêm mẫu này em chuyển mẫu nha. 36 chị yêu đang xem ạ. Các chị ơi, các chị có thể chia sẻ lên trang cá nhân và trên nhóm hội giúp em nhá. Mẫu 04 còn cỡ XL không em? Cho chị xem. Dạ mạnh, 04 còn XL không chị? Chị ơi, 04 còn XL không? Chị Tạ Mạnh ơi, 04 hết XL rồi nhá. Nhà em chỉ còn 2XL thôi chị ạ. Chị yêu là đang xem thì có thể trong lúc chọn mẫu thì mình có thể để lại dấu chấm này, có thể để lại cân nặng chiều cao để chọn các mẫu nhá, để bọn em dễ dàng tư vấn cho các chị hơn nhá. Và mã 07 của chị Nga vừa mặc thì có size M đấy ạ, có hai, còn 2 size M này. M, 1L và 2XL nhá. Chị nào lấy mã 07 thì để lại 07 kèm số điện thoại nhá, kèm size nhá giúp em nhá. Mã số 07 là chỉ có 130.000 thôi ạ, 130.000. Một bộ len cao cấp mặc rất là đẹp luôn ạ. Chị nào thích thì nhanh tay để lại cú pháp giúp em nhá. Size này kèm số điện thoại là kèm mã sản phẩm giúp em nhá. Chị Trang ơi, vâng ạ, bọn em đang like đồ bộ đấy chị ạ. Chị thích bộ nào thì vào comment giúp em với. Em chào chị Bùi Thị Lý nhá, em chào chị Dương Nhung nhá. Tiếp tục nha các chị nhá, mẫu số 08 cho em các chị yêu nha. Mẫu 08 cho em các chị yêu nhá. Mẫu 08 này thì hiện tại em có size L, XL và 2XL các chị yêu nha. Mẫu này có giá là 150.000 các tình yêu nha. Mẫu này rất là xịn các tình yêu nha. Mẫu này này giá như là 349.000 cho em nha. Đây này có khóa các chị yêu nha, rất là dễ mặc nha. Chị yêu nào mặc là khó mặc thì có thể kéo khóa như thế này. Nó sẽ rất là dễ chui ra nha. Rất là dễ mặc và cởi và thay đồ ra ạ. Mẫu này giá như là 349.000, hôm nay em bán giá là 150.000 các tình yêu nha. 349.000 còn 150.000 ạ. Mẫu này có size L, XL và 2XL nha. Em đang mặc size L đây, nó hơi rộng một chút các tí nhá. Áo này là áo bô dâu cho em này. 08 45 cân không mặc được chị ạ. Mẫu 45 cân chị mặc sang size M cơ. Mẫu này em có size L, XL và 2XL nha. Chị Lộc Lê 08 size L để lại số điện thoại cho em nha chị Lộc Lê nha. Chị nào chốt thì để lại cho em cú pháp chính xác mã sản phẩm kèm size số điện thoại nha. Chị Nguyễn Huế 08 51 cân, chị Nguyễn Huế ơi để lại cho em cả chiều cao đi chị Nguyễn Huế ơi. Mẫu này này, mẫu này là có size size L, XL và 2XL nhá. 49 cân 1m53 mặc L được không? 49 cân 1m53 mặc lò được không? Chị Lộc Lê để lại số điện thoại cho em để em chốt đơn cho chị nhá.
Chị lừa Nguyễn này, chị mặc lờ được nhá. Chị Nguyễn Huế 51 cân mặc lờ cho em chị Nguyễn Huế nhá. Em cho chị Nguyễn Huế size lờ này. Chị yêu Nguyễn Huế size L này. Chị Nguyễn Huế mặc size L cho em nha. Chị Lộc Lê 08 size L. Chốt cho chị Lộc Lê 08 size L em đang mặc trên người nha. Vậy là mẫu của em này, mẫu của em size L hết rồi nha các chị yêu nhá. Mẫu của em size L em chốt cho chị yêu Nguyễn Huế và chị Lộc Lê rồi nha. Còn size XL và 2XL nha các chị yêu nhá. Còn size XL và 2XL mẫu số 08 của em nha. Mẫu này là 1 mét, mẫu này là 349.000 em sale còn 150 cái tí yêu nhá, 349.000 còn 150 này, dáng cuộn sớ mà cực kỳ thoải mái nhá. Phần trước của nó đây các tình yêu ơi, phần trước của nó cạp trước của nó là cạp liền các tình yêu nhá, phần trước của nó là cạp liền này, phần sau là cạp chun cho em các tình yêu nhá, đấy mặc rất là đẹp luôn các tình yêu nhá, tay là tay khuyết va tình yêu nhá, tay khuyết va cho em này rất là đẹp luôn. Mẫu này em có size XL 2XL các tình yêu nhá. Em xin chào chị yêu Hải Lê, xin chào 46 chị đang xem nhá. Các chị yêu ơi, mẫu số 08 của em còn size XL 2XL ạ. Chị nào chốt thì chốt cho em này, 08 kèm size kèm số điện thoại cho em các chị yêu nhá. 08 kèm size kèm số điện thoại cho em nhá. Dáng sớm mặc rất là đẹp mà, vừa rồi rất là nhiều chị hỏi dáng sớm mà mẫu này nó không cho em ạ. Có size M không? Bộ 08 thì em không có size M nha các tí yêu nhá. Bộ này chỉ còn size XL và 2XL thôi ạ. Các chị yêu ơi, có nghĩa là mẫu 08 này sẽ là mẫu cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay nhá. Các chị yêu lưu ý này, những cái sản phẩm này là nhà em xả hộ công ty Bixi, vậy nên là sẽ xả với giá gốc cho các tình yêu luôn. Các tình yêu chốt mẫu nào thì chốt chắc chắn cho em nha. Em đó, chị 59 cân mẫu 08 size XL vừa không em, vừa thì dồn đơn cho chị. Ok chị Liễu Hoài ơi, 59 cân vừa XL cho em nha. Chị Thuận Lê ơi, 08 size L nhà em hết rồi nha. Chị Liễu Hoài chốt thì ok, chốt cho em một cái thì em chốt nốt cho chị mẫu này nhá. Có lẽ đây sẽ là mẫu cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay nha. Em xin kết thúc live nha. Mặc dù là vẫn còn rất là nhiều bộ live nhưng mà hết thời gian bây giờ cũng khá là muộn rồi, lượt tương tác đang xuống khá là thấp rồi. Vậy nên là có lẽ là em xin kết thúc live stream tại đây ạ. Xin hẹn gặp lại các chị yêu ở buổi live tiếp theo nhá. Những chị yêu nào đang xem live mà chốt mẫu nào thì chốt nốt cho em nha. Rồi em kết thúc live nha. Chị yêu Liễu Hà chốt 08 size L, chốt nốt cho em nào. Không có size S chị Mai Vàng ơi. Bộ đồ lanh size bé nhất là size M nha. Khi nào like? Chị khi nào like này tiếp ạ? Các tình yêu ơi, hôm nay nhà em phải để dành sức để like tiếp chưa? Bây giờ không có người chốt hết đơn cho các tình yêu ấy. Vậy nên là ngày mai nhà em sẽ like tiếp bộ like nhá các tình yêu nhá. Ngày mai nhà em sẽ like tiếp bộ like nhá. Chị Song Kiến ơi, thôi nhà em sẽ kết thúc like tại đây các tình yêu nhá. Nhà em sẽ kết thúc like ngày hôm nay tại đây ạ. Chị Mai Vàng ơi, mẫu của em là 150.000 chị nhá. Giá niêm yết là 349.000 chị nhá. Giá niêm yết 349.000 này. Đặng Hải Yến 08 size L, chị Đặng Hải Yến đấy 08 nhà em hết L rồi nhá. Các tình yêu lưu ý này, bộ đồ lanh vui lòng kích lên một size cho em nha, bởi vì size bé nhất là size M nha, không có size S ạ. Em xin nán lại thêm 1-2 phút nữa thôi, chị cho chị yêu nạp chốt thì chốt nốt cho em nha, không có chị yêu nạp chốt thì em sẽ xin kết thúc like các tình yêu nha. Bộ đùi còn bộ đùi size lớn em còn nhiều, chị Tuấn Hiền ơi. Thuận Lê cái 51 cân size gì? Chị Phương Trinh ơi,
mẫu 08 size L nha, hết rồi nha. Chị Phương Trinh vừa rồi mà XL mà, chị Phương Trinh ơi. Chị Liễu Hà không lấy à? Ok, chị Liễu Hà không lấy thì thôi nha. Chị nào chốt thì chốt nó cho em đi ạ. À. Cả hai bộ. Chị Phương Trinh ơi, 08 size L nhà em hết rồi nha. 08 size L nhà em hết rồi nha, nhà em chỉ còn size XL và 2XL nha. 48 cân 1,5 m, chị mặc size M cho em thôi, nhưng mà mẫu này nhà em hết size M nha. Mẫu này nhà em hết ML rồi à, chỉ còn XL và 2XL thôi nha. Không còn L vậy để mai xuống đơn nhé. Ok Phương Trinh nha. Thôi à, có lẽ là em xin kết thúc live ở đây nhá, chuyển bộ đùi như lúc trước đi. Chị Ngọc Lưu, chị yêu Ngọc Lưu Hoàng ơi. Thôi nhỉ, em xin kết thúc live để em chốt đơn với các chị yêu nhá. Không là hôm nay không thể đi hết được đơn với các chị yêu ạ. Xin hẹn gặp lại các chị yêu ở buổi live tiếp theo nha. Vào ngày mai các tình yêu nhá. Xin chào tất cả các chị yêu và hẹn gặp lại các tình yêu của em vào buổi live tiếp theo nhá. Tối nay nhà em sẽ live hàng GDA các tình yêu nhá.